xuyên qua ba ngàn năm, phi thăng không làm được, giấy nợ chồng thành núi. Sở y y tỏ vẻ muốn tiền không có đòi mạng một cái, ai ngờ nàng nổ hệ thống ngược lại, còn là cái ghê tẩm người đòi nợ hệ thống. Đường đường là người đứng đầu Nguyệt Nha Sơn, lão lại đặt cấp nổi tiếng tiên vực lại được an bài đầu thai lần nữa, làm búp bê sữa của phạm nhân gia, bị ép bước lên con đường đòi nợ thế hệ. Búp bê rất ủy khuất. May mắn không mời một người công cụ phi thăng thất bại, trong nhà có thể làm vú em, ngoài nhà có thể làm tay chân, trên đường có thể ngồi xe, chấp hành nhiệm vụ đòi nợ còn có thể làm máy xúc siêu cấp. Vũ em cấp đại ca cùng búp bê sữa siêu nặng liên thủ nhận đơn đại nhân đòi nợ, xét nhà đòi nợ, một đòi một chuẩn, tên không hư phát. Khẩu hiệu của bọn họ là Muốn học Nguyệt Nha Sơn Lão lại tự bạo trốn nợ. Mơ đi. Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp và kỹ thuật, anh nổ tung thành cho chúng tôi đều có thể đòi lại nợ. Tiểu thuyết mấu chốt Tự bào trốn nợ rất thất đức, ta dựa vào đòi nợ tích góp công đức không đạn cửa sổ, tự bào trốn nợ rất thất đức, ta dựa vào đòi nợ tích góp công đức TXT toàn tập đao loa, tự bào trốn nợ rất thất đức, ta dựa vào đòi nợ tích góp công đức. Chương 1 Một tự bào trốn nợ chi chuyển thế bé con thứ nhất đơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Đơn hàng đầu tiên của búp bê chuyển thế tự bạo trốn nợ Nguyệt Nha Sơn chi chủ đại danh đỉnh đỉnh bán Nguyệt Tiên tử tự bạo chết, trường hằng tiên vực toàn thể trên dưới vô cùng đau đớn. Chỉ là bọn họ không phải vì cái chết của nàng tiết hận bi thống, mà là bởi vì nàng đã chết, nàng thiếu nợ ngàn vạn tiên môn, một xu cũng không đòi lại được. Lại không ai biết được nàng càng bi thống, xuyên đến cái này phá thế giới ba ngàn năm, rốt cục ngao thành nhất Sơn chi chủ. Còn không có hưởng vài ngày thanh phúc, cũng bởi vì thủ hạ tiểu đệ mặc kệ nhân sự, lấy danh nghĩa của nàng khắp nơi thiếu nợ, thật tốt, ngàn vạn tiên môn tiên sư liên thủ chặn sơn môn. Đòi nợ. a à, giống như bọn họ chặn cửa, cô sẽ có tiền. Túi tiền của cô trống rỗng như núi, nông như đất, hơn nữa đó cũng không phải là tiền cô nợ. Nhưng là gặp phải một đám người vây quanh, nàng có miệng nói không rõ, chỉ có thể không đạo đức được tự bạo bỏ chạy. Kết quả không nghĩ tới, tử động thành cái tiểu nhũ nhi, còn bị một cái phá hệ thống cuốn lấy. Xuyên nhiều năm như vậy cũng không có hệ thống, bây giờ lại bởi vì nàng xui xẻo bị ép thiếu nợ tự bạo, nói nàng thất đức bạo tới cái hệ thống. Còn muốn nàng mang cái mới vừa bốn tháng tiểu thân thể đi ra giúp người đòi nợ tích góp công đức, bằng không sẽ lấy xét đánh nàng. Cái kia bổ lên một đạo thêm một đạo, bổ đến chỉ còn một hơi thở, chờ nàng bình tĩnh lại tiếp tục bổ. Nó thật sự không phải người sở y y nằm sắp trên lưng Phượng Diệp Thù rất buồn bực. Có phải ở đây không? Phượng Diệp Thù hỏi. Là người đi bộ thay cho búp bê sữa, Phượng Diệp Thù rất có tính tự giác, từ sở gia đi ra, một đường đi về phía đông, cho đến khi tới nam thôn mà sở y y nói. Hạ cánh dừng bước. Sở y y lấy lại tinh thần thăm dò cái đầu nhỏ, nhìn thấy một căn phòng rách nát phía trước, rách nát như vậy, người vây quanh cũng không ít, nhân khí còn rất tràn đầy đến rồi đến rồi chính là nơi này bàn tay nhỏ nhắn chỉ phượng diệp thù muốn đi qua chờ một chút trước đừng đi vào chúng ta xem tình huống dù sao cũng là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ cái gì cũng không thuần thục bước đầu tiên nên đi như thế nào cũng còn chưa có đầu mối cũng không thể vừa lên liền trực tiếp bỏ tiền lão tử thay người đòi nợ ách có thể bị người ta coi là kẻ điên đánh ra hay không hay là xem trước rồi nói sau tiếp theo từ nay về sau người qua đường liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú lưng đeo một con mèo con mập mạp ở trước cửa nhà người ta nghiêm túc chăm chú nghe góc tường hoàng nhị gia ngươi đừng oán chúng ta hoàng nhị người ở nơi nào ngươi nói ra là được chúng ta tìm hắn đối chiếu đi chúng ta thật không muốn làm khó một phụ nhân như ngươi ô ô ô im thật không biết im nếu biết hoàng nhị ở đâu im khẳng định tìm hắn trở về mẹ chồng im bị thương chân không dậy nổi đứa nhỏ lại cháy nửa tháng Hoàng nhị không có lương tâm vừa đi liền nửa năm không tin, hại chết ba người bọn ta. Các ngươi vào xem đi, chút đồ đạc nhà im đều ở chỗ này, nếu có cái gì có thể bù nợ các ngươi cứ việc cầm đi, im khẳng định không ngăn cản. Trong viện, phụ nhân đỏ mắt nhường đường, còn không quên đem một nửa giỏ dây mây bệnh qua một bên, chủ động nói ra. Nhưng, trong căn phòng trách nát trống trải nào có vật gì đáng giá, trong nhà ngoại trừ giỏ dây mây phụ nhân nhặt được, chính là một cái bàn vuông sắp trả rời cùng với mấy cái ghế thấp yếu ớt, một góc đóng bát chậu nấu cơm ngay cả một cái tủ cũng không có, chỉ có một miếng vải rách đắp lên. Mẹ chồng ngồi phịch ở trong phòng không nói một lời ông tráng, trên đùi cuốn vải vóc bị máu nhùm đỏ, đứa con út nằm ở một bên phát sốt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thấy thế, người nào còn dám đi vào bên trong một bước, đừng một cái không chú ý đem lão ấu bị thương cấp xảy ra chuyện lại đổ lên đầu bọn họ hoàng nhị tức phụ lau sạch nước mắt các vị thúc bá nếu không chê liền đem những giỏ này lấy đi đây đều là im từng cây từng cây từ trên núi nhặt được đều là sạch sẽ tay nghề của im cũng tạm được những giỏ này mang đến chợ cũng có thể đổi tiền hoàng nhị tức phụ nhắc tới một cái nhét vào trong tay hoàng nhị đại bá trước ngoan ngoãn thuận mắt lưng công rơi lệ đại bá cầm đi giỏ này tự mình dùng cũng được cầm đi bán cũng được tóm lại đều là nhà im có lỗi với người im không có tiền thay hoàng nhị trả nhưng im có một đôi tay chờ im biên nhiều một chút tiền bán im sẽ trả lại cho người nói xong hoàng nhị tức phụ không đợi đối phương lên tiếng chủ động đem cái giỏ đã bệnh xong từ trong phòng bốn phía lọc gió chuyển ra từng cái từng cái cho các chủ nợ chia từ đầu đến cuối yên lặng làm việc đối với sự thật thiếu nợ chưa trả không làm một chữ phủ nhận đối với thái độ này tám vị chủ nợ còn có thể nói cái gì rốt cuộc bọn họ cũng coi như là thân thích ngoài viện từ sáng sớm đã có không ít người trong thôn đến xem náo nhiệt mọi người nhìn thấy hoàng nhị nương tử bị khó xử lại chủ động chia giỏ cho các chủ nợ tiếng nghị luận tiếng thở dài không dứt bên tai ai hoàng nhị thật không ra gì phát tài cũng không biết mình họ gì tự mình cầm tiền chạy bỏ lại vợ con lão nương phi heo chó không bằng cũng không phải là cũng chính là hoàng nhị nương tử thành thật nằm nhân đều chạy còn trông coi cái nhà này hầu hạ mẹ chồng chiếu cố hài tử giống nhau không kém ngày hôm qua không có gạo bỏ vào nội còn tới nhà ta đòi cơm thừa đáng thương a à? chật chật đã như vậy bọn họ còn muốn nợ cái gì đúng vậy còn thân thích nhà mình nữa đây không phải là bức người vào đường cùng sao tiếng nghị luận càng lúc càng lớn dần dần tám chủ nợ trong viện đến đòi nợ từng người xấu hổ cúi đầu xuống dù sao tám người bọn họ cũng đều là người nông dân thành thật an phận từ ba đời tổ tiên cũng chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Hoàng nhị đại bá hạ quyết tâm, không cam lòng ở nhà dạo qua một vòng, rốt cuộc không tìm được khả năng hoàng nhị trốn ở nhà. Lại từ trong phòng đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu với mấy người đi cùng. Tám vị tổ chức thành đoàn đến đòi nợ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, biết rõ hôm nay chẳng những không thu hoạch được gì, còn có thể để lại tiếng xấu trong thôn, sau khi trở về không thể thiếu bị người trong nhà của trách, chuyến đi này thiệt thòi lớn vợ thím hoàng nhị hắn ở đây còn mấy đồng ngươi cầm dùng trước ta tuy rằng không phải thân thích gì nhưng láng giềng trong thôn làm sao có thể nhìn các ngươi gặp nạn mặc kệ một lão đại nương ở cửa viện nhìn không nổi nữa từ trong đám người chen vào móc mấy đồng xu giữ chặt hoàng nhị tức phụ lão đại nương đem năm đồng tiền đặt vào trong tay hoàng nhị tức phụ thúc giục hoàng nhị tức phụ xoay người đem tám người đến hoàng nhị gia đòi nợ toàn bộ trắng bệch một lần ý không cần nói cũng biết nhất thời vây xem láng giềng trượng nghĩa đều bị điều động. Một bên khiển trách tám người ép phụ nữ và trẻ em trả nợ không phải là người, một bên nhau nhau khẳng khái giúp túi. Còn thân thích nữa, ta chưa từng thấy thân thích tàn nhẫn như vậy, nhất định phải bức tử người ta đúng không? Vợ Hoàng Nhị, mau nhận lấy, bảy đồng xu này của thúc đều cho ngươi, cầm đi dùng không cần trả lại. Còn có của ta. Của ta cũng cầm đi, khám bệnh cho hài tử quan trọng hơn. Thông dân lần lượt tiến lên, ba đồng năm đồng đặt vào trong tay hoàng nhị tức phụ, không lâu sau liền chất đầy lòng bàn tay. Tám người bị tình cảnh này làm cho xấu hổ. Hơn nữa thôn dân sau khi quyên tiền lại không hẹn mà cùng theo dõi tám người bọn họ. Giống như tám người bọn họ lại mở miệng nói một câu đòi nợ cũng không phải là cái gì, thậm chí không đem quần áo móc sạch sẽ quyên gấp chút tiền cũng không phải là cái gì. Hoàng nhị đại bá tuy là chủ nợ, nhưng rốt cuộc là trưởng bối hoàng gia, làm sao chịu được nghi ngờ như vậy, đành phải nhả ra, thôi, hoàng nhị nợ nhà ta điểm ấy, chờ hoàng nhị khi nào trở về rồi nói sau, hoàng nhị gia ngươi thật không dễ dàng, đại bá ra ngoài đi sốt ruột liền mang theo ba đồng xu, ngươi cầm dùng trước, cái này không cần ngươi trả. Rầm rầm, lại ba đồng rơi vào trong tay hoàng nhị tức phụ. Hết chương này. Chương 2 hai. hai áo mũ chỉnh tề quý công tử, mập lạ thường nải oa oa bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Quý công tử áo mũ chỉnh tề, béo thần kỳ sử búp bê tạ đại bá, im dập đầu với đại bá rồi. Bùng, hoàng nhị tức phụ quỳ xuống dập đầu một cái, tiếp theo ngựa không dừng vó hướng tất cả thôn dân vị nàng trượng nghĩa ra tay quỳ lạy một vòng. Ngay cả tám vị chủ nợ cũng bị quỳ lạy. Đầu đều dập đầu, các chủ nợ có thể làm sao bây giờ, chớ nói chi là bọn họ còn đều là thân thích ngại mặt mũi chỉ có thể khẳng khái một hồi, nhiều bao nhiêu ít đều lấy ra một chút. Hoàng nhị nương tử cầm đồng xu tám vị chủ nợ đưa đến trên tay lại là một trận cảm động khóc. Nhất thời, tiếng cảm ơn, tiếng an ủi, tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Hiểu nhau giúp đỡ lẫn nhau, ấm áp tự như có thể đem người hóa, hết thảy tự như viên mãn. Đinh, hệ thống đòi nợ đã khởi động, chức năng phát hiện mở vị trí của người nợ định vị vị trí giấu tiền của người mắc nợ. Bản đồ sinh ra. Đếm ngược bắt đầu, sợ y, à, quá. Phá hệ thống, cái khác không được, thúc giục đòi nợ ngươi đệ nhất danh. Việc bức bách cục cưng 4 tháng liền khởi công tạm thời không đề cập tới. Không để ý cục cưng ngay cả hành động cũng không có việc này cũng có thể không đề cập tới. Bao gồm bảo bảo 3.000 năm đại hào uy danh không cần, mặc dày câu cái đại lão làm vú em việc này cũng, cũng có thể không đề cập tới. Nhưng, cục cưng cũng có lương tâm. Không thấy trong nhà người ta bại thành cái dạng gì sao, người già trẻ nhỏ bị thương bệnh, chỉ có một người phụ nữ chống đỡ một nhà, đã như vậy còn buộc cục cưng tới cửa đòi nợ. Còn có nhân tính hay không? Đinh quét xong, soát, một tấm bản đồ lập thể thu nhỏ xuất hiện ở trước mặt sở y y, biểu hiện chính là toàn cảnh hoàng nhị gia, trong phòng đến ngoài phòng độ cao như cũ ngay cả mấy cộng có dạy đứng trong sân mấy người đều biểu hiện rõ ràng đồng thời một đống tin điểm phân tán ở các nơi trên bản đồ chật lóe có tò mò hay không cũng không được sợ y y ngứa tay điểm một chút xoát, đi ra một hàng chữ tàn ngân tam lượng ai u uy nguyên lai mỗi một ngôi sao đều là một chỗ tàn bảo địa khó lường lúc này lại nhìn kỹ sợ y y gọi thẳng hảo gia hỏa tiểu phượng đây chính là thiên đạo an bài bản bảo bảo tự bạo trốn nợ sau khi phạm vào đại tội, dùng để sửa đổi làm người mới nhiệm vụ thứ nhất, thay người đòi nợ, nhiệm vụ đầu tiên, ta và ngươi cần phải tiễn vô hư phát. Hả? Phượng Diệp Thù liếc mắt lạnh như băng, vô cùng hoài nghi sợ y y đang nằm trên lưng hắn chuyển thế thành búp bê sữa. Đây là thiên đạo chỉ cho ngươi. Thiên đạo cái người mù. Để cho một lão lại cho dù tự bạo cũng không chịu trả nợ đến thay người khác đòi nợ cảm giác chăm chọc như vậy. nhưng nghĩ lại, để lão lại đổi lập trường cảm thụ nỗi khổ của chủ nợ, không phải vừa vặn tự xét lại bản thân. không hổ là thiên đạo, an bài rất hợp lý. phượng diệp thù nghĩ thông suốt bóp một dấu tay, bội kiếm biến mất, thay vào đó là một cây gậy răng dạy dài hơn một mét. tiểu phượng ngươi làm gì vậy? sở y y kinh hãi, nhìn xem tiên môn sư giả trong tay phượng diệp thù chuẩn bị huấn luyện người cao phẩm đánh không chết ngươi giỏi hoảng hốt nhìn thấy một mảnh kêu trên phượng diệp thù bản quân mặc dù ở thanh ngô sơn ngàn năm nhưng cũng không phải không nghe thế sự bản quân nhớ rõ thế tục đòi nợ có một quy củ thứ nhất trong tay phải có gia hỏa phải có lực uy hiếp hiển nhiên nơi này đều là thân thể phàm thai bản quân linh khí không dùng được như thế bản quân chỉ có thể xin hỏi tiên quân các hạ cho rằng tục thế nhân nào có thể chịu được một gậy chủ y của tiên quân các hạ. Còn nữa, đại ca ngài khí thế không giận mà đến, còn cần mượn ngoại vật tăng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của sở y y chất vấn. Phượng Diệp Thù trầm mặt nửa ngày không thốt ra được một chữ. Một lát thôi. Tự hồ là suy nghĩ cẩn thận tiên quân đại nhân yên lặng thu hồi giáo huấn bổng, yên lặng đi về phía chân tường đất, nhặt lên một cành cây khô siêu siêu vẹo vẹo bàn tay to cầm còn chưa đi ra ngoài ba bước răng rắc vỡ nát cái này có chút xấu hổ sở y y không nói gì nhớ tới hệ thống vật phẩm lan can vừa vặn có một công cụ vội vàng lấy ra cho phượng diệp thù thay tiểu phượng tiên quân đây là pháp khí đào vàng xẻng thiên đạo ban thưởng không đã thương người chỉ đào bảo dùng cái này không còn gì tốt hơn phượng diệp thù pháp khí chỉ thế thôi sao không hề có linh ba nhất tục vật vẫn là thiên đạo ban thưởng sở y y ngươi đủ rồi lừa dối hắn làm chân chạy cho nàng không nói bây giờ còn trắng trợn cầm sẻn gạt hắn thật coi thanh ngô sơn thủ tịch tiên quân là ăn chay phượng diệp thù lấy được công cụ mới nhìn sẻn sắc không biết ai không hiểu có một chút cảm giác chỉ số thông minh bị vũ nhục chỉ một chút muốn đem việc thiện tu sửa ba ngàn năm không có mấy kiện giấy nợ đánh khắp nơi từ trong thể xác búp bê sữa lôi ra phơi nắng bên đường không được, không được, ý nghĩ này không được, vạn nhất đem hồn sở y phơi nắng không còn, hắn còn phải hao tâm tổn sức giúp nàng tụ hồn đầu thai, một lần nữa từ trẻ sơ sinh dưỡng lên. Tục ngữ nói sinh con dễ nuôi con khó. Sinh con hắn thể nghiệm không được, nuôi con hắn thật sự biết khó khăn. Tất cả vì thiên môn mở lại, tất cả vì đại kế phi thăng. Chấp niệm mặc niệm ba lần, phượng diệp thù nhìn xuống. Cuối cùng cổng búp bê sữa khiên sản sắc lớn, đi vào trong đám người. Trong sân nhà Hoàng Nhị đang tiến hành quyên tiền quyên vật, không khí vô cùng nhiệt liệt. Hoàng Nhị nương tử dập đầu dập đầu không được, tiền tài nhận được nương tay, cảm kích thôn dân cùng chủ nợ nói một câu tiếp một câu. Ngay cả bà lão bị thương của Hoàng Nhị sốt cao không hạ đứa nhỏ cũng kéo người bị thương ra khỏi phòng, đến dập đầu bái tạ các vị bà con chủ nợ. Hoàng Nhị gia mau đứng lên, đây đều là việc bà con chúng ta nên làm. Chút tiền ấy dùng trước, Khám bệnh cho mẹ chồng con quan trọng hơn, không đủ thì con nói tiếp, chúng ta có bao nhiêu giúp đỡ con bấy nhiêu. Các thôn dân tỏ thái độ. Tám vị thân hữu chủ nợ cũng không lạc hậu. Hoàng nhị thiếu nợ không cần ba mẹ con các ngươi lo lắng, chúng ta tìm Hoàng nhị cũng không phải ba các ngươi, ba mẹ con các ngươi cứ sống thật tốt. Chuyện thiếu nợ chờ tìm được Hoàng nhị rồi hãy nói. Có thì cho, không có thì thôi. Hoàng nhị đại bá một câu quên đi. Như trọng sơn thuấn tiêu Mẹ chồng nàng dâu ở nhà lưu thủ Thêm một đứa con út lại một phen cảm động Đến rơi nước mắt Còn thiếu chút vỗ tay tán dương sự thâm minh Đại nghĩa của đoàn chủ nợ Đang lúc toàn trường đại hài hòa Thì một đạo thanh âm không hài hòa Đột ngột mà đến Truyền đời nhiều người âm hiểm giả dối hoang đường Tại hạ cũng từng lơ đỉnh Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua Không thể không thừa nhận lời này không sai Là ai đang nói chuyện lại là đang trào phúng ai. Tuy rằng trong thôn không có mấy người biết chữ, nhưng từ âm hiểm xảo trá, dối trá hoang đường này vừa nghe cũng không phải là lời hay ho gì. Người nào không có nhãn lực thấy, thừa dịp lúc này tới quấy rối. Mọi người nổi giận đùng đùng quay đầu lại. Đang thấy trước cửa viện không mời một nam tử xa lạ lưng đeo búp bê. dáng người cao cả thôn không ai có thể so sánh, dung mạo tuấn tú mười tú tài chua sót cũng khó với tới thì giác mọi người rung động, than thở. Hay cho một vị quý công tử áo mũ chỉnh tề, trên lưng có một con búp bê sữa béo thần kỳ, cùng với cái xẻng sắc mới tinh mà quý công tử chống ở đầu vai, một người thợ rất tốt đạo đất nhất định rất lợi. Hậu sinh ở đâu ra, sao chút đồng tình này cũng không có. Hoàng nhị đại bá từ trong khiếp sợ thì giác tỉnh táo lại, nhướng mày, dẫn đầu quát lớn. Trực tiếp từ chủ nợ đòi nợ, chuyển thành chủ lực che chở hoàng nhị gia hết chương này chương ba ba xuất sư bất lợi đại ca điểm nhẹ đánh bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương ba xuất sư bất lợi đại ca đánh nhẹ đi không không sáu bị đối phương quát lớn phượng diệp thù bất vi sở động tiểu phượng lát nữa bổn bảo bảo chỉ chỗ nào ngươi liền đào chỗ đó ngươi xác định sở y y Ngươi đây là cực lớn không tín nhiệm, hai chúng ta còn không phải là một cái dây thừng trên châu chấu, làm sao có thể như vậy không tín nhiệm một cái trận doanh đồng chí đâu. Phượng Diệp thù liếc nàng một cái, làm như cố ý nhắc nhở nàng tên vô lại Nguyệt Nha Sơn này không xứng nhắc tới hai chữ tín nhiệm. Ngươi chỉ ngươi, chuyện đồng thủ bổn quân tự biết. Một lớn một nhỏ ám chọc trao đổi. Có hệ thống bán cho nàng linh hồn câu thông kỹ năng tại, sở y y cho dù bây giờ là thân thể phạm thai một chút linh lực đều không dùng tới cũng không trở ngại nàng cùng phượng diệp thù thần thức trao đổi cuộc đối thoại giữa hai người ngoại trừ hai người bọn họ ai cũng đừng nghĩ nghe lén được trong hoàng gia viện đầy viện nam nữ lão hiếm thấy tới khách không mời mà đến tâm đoàn kết đại phát đồng loạt bảo vệ ba người hoàng nhị gia nhất trí đối ngoại đem sở y y hai người chắn ở cửa viện tự như một nụ cười lớn ở cửa là ăn thịt người không mời tự tới hơn nữa tám vị thân hữu của chủ nợ lầm tưởng phượng diệp thù cũng đến đòi nợ nên không chấp nhận phượng diệp thù đi thêm một bước tám thân hữu chủ động tiến lên tạo thành một bức tường người từ người truy nợ vô lương tâm vừa rồi đổi thành đoàn bảo vệ lương tâm vị công tử này thấy ngươi là người nơi khác còn mang theo một đứa nhỏ nghĩ đến một đường cũng không dễ dàng bọn ta không so đo với ngươi kính xin đi thôi hoàng nhì đại bá hạ lệnh đuổi khách phượng diệp thù nghe vậy vẻ mặt hơi động dung chăm con quả thật không dễ dàng sở y y không nói gì đại ca bây giờ là lúc thảo luận mang theo đứa nhỏ có dễ dàng hay không sao phượng diệp thù động dung nhưng tại hạ đã tới sao lại không làm phượng diệp thù hạt giữa bầy gà cao lớn tự mang cảm giác áp bách chớ nói chi là khuôn mặt lạnh lùng vô tình ngày thường mặt than sớm đạt được kết quả to lớn chỉ liếc mắt một cái đã làm cho hoàng nhị đại bá giật mình hoàng nhị đại bá lui về phía sau tráng niên bên cạnh tiếp tục chỉ vào phượng diệp thù ngươi muốn làm gì nói cho ngươi biết nơi này là nam thôn nhà này là hoàng gia ta ngươi dám vào bọn ta thì đi báo quan cáo ngươi xông vào nhà cầm vũ khí hành hung khi một tiếng vũ khí hành hung đâm vào mặt đất phượng diệp thù một thân không thần phục liền bổ đại ca của ngươi khí thế lần nữa tràn lan các vị chẳng lẽ đã quên các vị tới đây làm gì đòi nợ không đòi nợ ngược lại còn giúp lão lại thiếu nợ các vị gây nên tại hạ thật sự xem không hiểu tám người vừa nghe phượng diệp thù nhắc tới hai chữ đòi nợ ai nấy giống như bị đâm vào tim mặt đỏ tía tai chuyện của người nhà họ hoàng chúng ta có liên quan gì đến người ngoài như ngươi ngươi xen vào làm gì đúng vậy có nợ hay không đều là chuyện của người trong nhà bọn ta không liên quan đến ngươi phượng diệp thù nói như vậy các vị không có ý định nhận món nợ này không cần thì không cần bọn ta trồng trọt không có chính là có lương tâm hoàng nhị gia cũng khó thành cái dạng gì bọn ta muốn đòi nợ vậy còn là người sao đem người tươi sống bức tử loại chuyện tán tận lương tâm này bọn ta không thể làm đúng không thể làm cho dù cô ấy giả vờ phượng diệp thù nhắc nhở một tiếng không nhẹ không nặng nhưng đủ để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng trong nháy mắt mọi người ngay người, sẽ sắc nhắm thẳng vào hoàng nhị nương tử. Hoàng nhị nương tử cả kinh, lại hoảng, thân thể nghiêng một bên tê liệt ngồi dưới đất, thê lương tiếng khóc gào lại nổi lên, "Ô ô ô, hoàng nhị ngươi một trời giết, ngươi đây là thiếu nợ bao nhiêu người a, à? bỏ lại bọn ta ba ngươi vừa đi, nếu không là hương thân hảo tâm, bọn ta ba sớm thành đói thành xương trắng a." À? Các vị thúc bá huynh đệ, kính xin tránh ra, để cho vị công tử này tiến vào, ta mặc dù là một phụ nhân, nhưng cũng biết thiếu nợ trả tiền đạo lý thiên kinh địa nghĩa, để cho vị công tử này vào xem, trong nhà chút đồ vật này nếu là còn đập vào mắt liền đều cầm đi. Nếu không, ta làm trâu làm ngựa cho công tử, gán nợ là được rồi. Không cần A nương, đồng nhi không thể không có nương. Ấu tử nóng đến đỏ bừng nhào vào trong lòng hoàng nhị tức phụ, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy. Đồng nhi con mẹ nó, ngươi cũng không thể đi a à. lão phụ nhân hơn 60 tuổi chính là mẹ của hoàng nhị kéo chân bị thương lão đảo đến bên cạnh hoàng nhị tức phụ lão phụ nhân khóc la muốn đi cũng là lão bà tử vô dụng này sao có thể là ngươi lão phụ nhân nhào về phía phượng diệp thù quỳ xuống kính xin công tử phát thiện tâm đi cháu trai nhà ta mới năm tuổi không thể không có mẹ a à. công tử nếu không chê liền đem ta mang đi ta làm việc cho ngươi ta cái gì cũng có thể làm không cần công tử cho cơm ta ăn chút lá cỏ vỏ cây là có thể sống. Ta van cầu công tử. Ta dập đầu với công tử. Lão phụ nhân từng chút từng chút dập trên mặt đất, tráng dập nát còn không ngừng. Nhất thời ba đời lưu thủ trong hoàng gia viện, khóc đến khóc, dập đầu dập đầu, rất thê thảm. Các thôn dân nổi giận, mấy người đỡ lão phụ nhân, mấy người bảo vệ mẫu tử hoàng nhị nương tử. Những người khác tụ tập ở cửa, mắng chửi đỉnh đạt, buộc Phượng Diệp Thù lui ra ngoài. Đi ra ngoài, Nam Thôn bọn ta không hoan nghênh ngươi. Đừng tưởng rằng ăn mặc người mẫu cho chính là đại lão gia, muốn đến Nam Thôn chúng ta dương oai phong, nói cho ngươi biết không có cửa đâu. Hoàng gia đại bá không biết từ đâu tìm được một cây quốc, chèn đến trước mặt người khác, lưng còng xuống dùng sức chống đỡ. Hoàng nhị gia đừng sợ, có đại bá ở đây, đại bá xem ai dám vào nhà, đại bá canh cửa cho ngươi. Ta cũng vậy ta cũng vậy cái gì gọi là quần khởi phẫn nộ cái gì gọi là vây mà công cái gì gọi là có miệng khó tranh rõ ràng hai người bọn họ một lớn một nhỏ cái gì cũng chưa làm sống lâu ở thanh ngô sơn say mê tu hành ngàn năm được ngàn vạn đồng đạo tôn sùng môn hạ đệ tử chỉ dám nhìn từ xa không dám tới gần thanh ngô sơn tiên quân đại nhân giờ phút này chân chân thật thật cảm thụ một phen muốn vào hoàng nhị gia trừ phi bước qua người ta Hoàng nhị đại ca hô lớn một tiếng, đem cảm xúc của mọi người kéo lên cao trào. Nhất thời, áo mũ chỉnh tề của Phượng Diệp Thù rơi vào trong mắt mọi người chính là bạc tình vô lương tâm của đám ăn chơi trác tán, sẻn sát Phượng Diệp Thù cầm trong tay lại là vũ khí lợi hại hại người trợ trụ vi ngược. Về phần búp bê mập mạp trên lưng Phượng Diệp Thù, vậy không chừng là phú nhị đại không có nhân tính nhất thời cao hứng đoạt được đồ chơi tạm thời từ nhà ai. Nhìn xem, búp bê mập mạp kia toàn bộ đều choáng váng. Trong mắt nhỏ trừng trừng giống như mất hồn. Sở y y, tiểu phượng A, chúng ta là tới thay người đòi nợ đi. Phượng dịp thù, cái này còn phải hỏi. Sở y y, chúng ta là thay ai? Ngươi hỏi bổn quân. Ách. Hình như, hẳn là, là tám vị hung dữ nhất chắn trước mặt chúng ta. À, tiên tử nhãn lực thật tốt. Xuất sư bất lợi A. Phượng dịp thù tiên tử cho rằng trước mắt nên như thế nào? Sở y y chỗ nào gặp qua loại tình huống này, dĩ vãng đều là người khác đuổi theo nàng đòi nợ, nàng khóc nghèo bán thảm giả ngu lừa dối gì đó, đều là chuyện chủ nợ đau đầu. Trước mắt mình đứng về phía chủ nợ, đổi góc độ khác mà xem hành vi quyệt nợ bực này thật đúng là ghê tởm. Thanh âm sở y y nho nhỏ, nếu không tiên quân đại nhân xông lên thử xem. Cô đề nghị, thuần túy là trêu chọc trong bất đắc dĩ ai ngờ phượng diệp thù thật sự đề nghị nghe theo cái xẻng sắc lập tức xoay một vòng gió gào thét nổi lên đám người ồn ào lập tức bị dọa lui một mảng lớn tiện đà phượng diệp thù nhân cơ hội một chiêu kiếm thuật khởi động thức xông thẳng về phía hoàng nhị đại bá sắp bắt đầu rồi sao trái tim búp bê sữa bị ép đuổi theo đập thình thịch điên cuồng xong rồi xong rồi nàng bảo biểu thiếu đạo đức giá trị còn không có cứu chữa lại lại muốn trên lưng khinh thường mạng người tội nghiệp giá trị. Quỷ hệ thống, đời này còn cùng nàng có xong sao? Sớm biết Phượng Diệp thù lỗ mãn như vậy, nói gì cũng không thể câu hắn tổ đội. Con hàng này chính là tu đến phi thăng cảnh giới đại lão cấp tiên quân, nếu không là nàng tự bạo trốn nợ kéo thấp trường hàng tiên vực chỉnh thể uy tín giá trị, chọc thượng giới ghê tởm, đóng giới thiên môn này, người này cũng sẽ không sinh sôi trúng 181 đạo thiên lôi sau phi thăng không thành còn bị bổ trở về trường hằng tiên vực. Phượng Diệp thù, chính là giống nên phi thăng thành thần, giờ phút này, lại vì nàng ở trong thôn bụng cùng một đám hán tử trồng trọc trang gia động thủ. Chỉ mong việc này truyền không ra ngoài, chỉ mong một đám đồ tử đồ tôn thanh ngô sơn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, ha ha. Hết chương này. Chương 4 Bốn bọn hắn chỉ là mắt mù còn yếu gà. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4. Bốn bọn họ chỉ là mắt mù còn yếu gà trước mắt. Trong trọt có cường tráng hơn nữa thì làm sao là đối thủ của luyện gia tử, chớ nói chi là vị luyện gia tử này vẫn là từ linh sơn xuống dưới. Cho dù chỉ là một cái sản sắc cũng thể hiện ra uy lực áp đảo. Tám vị thân hữu hoàng gia vì bù đắp hình tượng, chủ động vây công Phượng Diệp Thù, một đám biết rõ không phải đối thủ của Phượng Diệp Thù cũng không lùi bước đúng như mong đợi. Hoàng nhị đại bá bị chụp nằm úp sắp dưới chân tường. Hoàng nhị đại ca bị đạp vào ổ gà không có gà. Hoàng nhị tam thúc bị ném ở đầu tường kẹt không xuống được. Một người tiếp một người, tám vị thân hữu luân phiên rơi thảm. Lúc này sẻn sắc lại rơi xuống đất, đứng dài, không ai dám tiến lên. Không không bảy thổ phỉ. Cường đạo. Báo nhanh quan. Dân làng hành động tự phát phượng diệp thù không ngăn cản hắn đang đợi chờ sở y chỉ rõ địa điểm tốt để động thủ khai quật sở y y lắc lư cái đầu nhỏ hôn mê nằm sấp trên vai phượng diệp thù không kịp đáp lại nhưng lúc này hoàng nhị nương tử nắm đúng thời cơ nhào tới nhào xuống dưới chân phượng diệp thù túm lấy vạt áo lại tru lên ô ô vị công tử tốt bụng này ta không biết hoàng nhị nợ ngươi bao nhiêu nhà ta chỉ còn lại cái mạng này coi như đáng giá công tử cầm đi buông tha mẹ chồng hai tử ta ta đi theo ngươi hoàng nhị tức phụ ngươi tội gì phải như vậy khó khăn khổ sở hơn nữa có người trong thôn giúp đỡ ngươi tuyệt đối không thể để cho người mang ngươi đi đúng vậy đều là một thôn sao có thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa cường đạo từ trong hoàng gia viện cút ra ngoài cầm thú mau buông hoàng nhị nương tử ra cường đạo cầm thú hắn là kẻ cướp hắn cầm thú rõ ràng là hoàng nhị tức phụ tự mình nhạo tới là hoàng nhị tức phụ cầm lấy hắn không buông tay thông dân mắt mù một mực mặc kệ chỉ để ý trách cứ phượng diệp thù thanh âm lớn từng đợt vượt qua từng đợt ngàn năm qua đều là cấu phượng diệp thù thuần trắng vô chưa từng bị ô danh bực này chớ nói chi là một đám kiến hôi một bước lui về phía sau đem góc áo từ trong tay hoàng nhị tức phụ kéo ra ai ngờ hoàng nhị tức phụ mượn thế lăn lộn một chuỗi hình như là Phượng Diệp Thù cố ý đem người đá ra ngoài. Liên tục lăn mấy vòng đụng vào bậc thang mới dừng, ông ngực phun ra một ngụm máu lớn, hơn nữa hai mắt gào khóc nửa ngày đã sớm đỏ thành mãn, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Giết người rồi. Không biết vị nào hô một câu. Toàn trường đại loạn. Trong viện, chỉ cần là có thể cầm trong tay làm vũ khí đồ vật đều bị người nhặt lên, kháng địch. Mà với tư cách là địch nhân nhất trí của mọi người, phượng diệp thù hết đường chối cãi sửa bao ngươi hôn mê đủ chưa nếu không nói lời nào bổn quân sợ là muốn khai sát giới sợ y y bị một câu đánh thức bàn tay nhỏ bé nâng đầu búp bê nặng nề dậy cái này còn không phải đều do ngươi ngươi sao có thể động thủ thật bọn họ chỉ là một đám phạm nhân yếu đuối a à? phượng diệp thù đen mặt được bản quân không so đo với bọn họ bản quân hãy nói chuyện riêng với tiên tử Ngửi được khí tức nguy hiểm sợ y tốc độ thay đổi khuôn mặt tươi cười, tiên quân đại nhân đừng nóng vội a, à. ngươi nhìn sang bên kia xem, thấy phiến đá kia chưa, phía dưới đào ba thước, tất có thứ tốt. Phượng Diệp thù hừ một tiếng. Trong tiếng hô, giết người, cầm thú, cường đạo, Phượng Diệp thù lại hành động. Nhắc tới sẵn sắc đón thôn dân lệ mề muốn đánh không dám đánh lui, đi về phía phiến đá. Con mẹ nó hoàng nhị mắt thấy Phượng Diệp thù chú ý tới phiến đá, mà hương láng cả viện không một ai dám cản đường nhất thời khẩn trương thiếu chút nữa quên mất hình tượng người bị thương của mình suýt nữa chạy tới tốc độ cho con dâu nhà mình một ánh mắt hoàng nhị nương tử lĩnh ngộ dừng động tác cắn miệng học máu đứng lên nhào tới phượng diệp thù phượng diệp thù giống như trên lưng có mắt nghiêng người tránh đi hoàng nhị nương tử không bổ nhào vào người phản công một miệng đất vừa rồi không phải nói bản công tử coi trọng cái gì thì lấy đi bản công tử coi trọng bùn đất phía dưới phiến đá này hiện tại muốn đào ra mang đi thế nào là muốn đổi ý phượng diệp thù chất vấn hoàng nhị nương tử da mặt căng thẳng vừa rồi còn trọng thương đến nói không ra lời thoáng cái có tinh thần công công tử một chút bùn đất cũng không đáng tiền đúng vậy cho nên anh khẩn trương cái gì im đây im đây là muốn nói im đây còn có chút đồng xu im thay Hoàng Nhị đưa cho công tử trước. Hoàng Nhị nương tử vội vàng vàng lấy đồng xu bà con thôn dân quyên góp lúc trước ra, sợ Phượng Diệp thù chướng mắt, một cổ não móc sạch sẽ. Mấy chục đồng xu, rầm rầm ngã xuống đất. Các thôn dân không vui, đó đều là tiền bọn họ tiếp tế cho ba người hoàng gia. Hoàng nhị gia ngươi không thể cho hắn. Hắn chính là cường đạo, chờ người của quan gia đến chắc chắn sẽ làm chủ. Không bằng cầm thú, sao anh có thể cướp tiền cứu mạng của phụ nữ và trẻ em? anh vẫn là người sao? khi một tiếng phượng diệp thù không phải người tay cầm xẻng sắt gõ lên phiến đá, phiến đá dày một chưởng tách tách thành hình mạng nhện. ai còn dám lên tiếng nữa? đây đại khái chính là kết cục. mọi người trầm mặt. hoàng nhị nương tử cũng thật sợ hãi. thấy người làm mẹ chồng này chẳng những không sợ, thậm chí còn nháy mắt với con dâu, còn đẩy đứa cháu trai năm tuổi muốn cháu trai cũng lên. Hoàng nhị nương tử nghĩ đến hậu quả, hạ quyết tâm, kéo theo trò cũ của ấu tử tái diễn. Lại nhào người một lần, thất bại, ngay cả góc áo cũng không bắt được. Mẹ con song song đập vỡ da đầu, máu loãng từ ót chảy qua sống mũi, tí tách rơi xuống đất. Mọi người chân trước còn cân nhắc hoàng nhị nương tử sao lại luyến tiếc chút đất này, đảo mắt đã bị bi tráng của mẫu tử hoàng gia kích thích, mọi người không nghĩ gì khác, phẫn nộ vây công, các loại cành cây gậy gỗ ghế dài đâm về phía phượng diệp thù phượng diệp thù trái phải ngăn cản né tránh vừa phải chú ý thu lực còn phải phòng bị mọi người ngu ngốc lại không hề có kết cấu đánh loạn một trận phượng diệp thù không nói gì sở y y lại càng không nói gì hai người bọn họ vốn là tới thay hoàng thì tám vị thân hữu đòi nợ tám vị này không cảm kích bọn họ thì thôi như thế nào ngược lại che chở người thiếu nợ mà hai người bọn họ làm sao lại diễn biến thành đại ác nhân đem già trẻ phụ nữ trẻ em bước lên đường cùng. Hai người có mức độ buồn bực khác nhau. Tiên tử nói xem, còn đào hay không? Phượng Diệp thù thần thức hỏi sở y y. Sở y y nhìn hệ thống giao diện đến ngược, còn có hình ảnh lập thể đại biểu tàn kim địa lốm đốm lốm đốm, lại nhìn mẹ con hoàng gia ông đứa nhỏ chảy máu rơi lệ, một trận buồn nôn, đào, phải đào, ở trước mặt bổn tiên tử trình diễn khổ nhục kế cả nhà nàng cộng lại cũng không đủ tư cách. hư a, à, mẫu quân không nhịn được cười nhạo một tiếng. phượng diệp thù cũng là. trước mặt tiên tử mối rìu qua mắt thợ, bọn họ quả thật không đủ tư cách. đây cũng không phải là khích lệ gì. hai người âm thầm trao đổi dừng lại. phượng diệp thù thoáng phóng thích linh uy, một đợt sóng khí lấy hắn làm điểm phóng ra, đem các loại vũ khí không phải vũ khí phóng bay, lại đem mọi người vây công đẩy ra bốn phương tám hướng nam nữ già trẻ không một ai may mắn thoát khỏi đập đầu vào tường ngã xuống đất rơi xuống hố xí cả viện ai ô ô tiếng đau phượng diệp thù nhân cơ hội hành động Sẻn sắc đào xuống phiến đá vỡ thành mạng nhện xì si. xì si. đến khi mẹ chồng nàng dâu hoàng nhị từ trong đám người bò dậy đã đào được ba thước hố khi một tiếng tiếng sẻn chạm vào bình xanh con mẹ nó hoàng nhị tức giận không lựa lời chỉ vào con dâu mình chửi ầm lên, đồ vô dụng. Chút đồ trong nhà này con cũng không giữ được, hoàng gia ta muốn con dâu này còn không bằng nuôi chó. Chân lão phụ nhân không đau cũng không què, toàn thân bò dậy, động tác nhanh hơn bất cứ ai, giống như trâu điên đụng tới phượng dịp thu. Trùng hợp một cái sẻn buồn đất nhào vào mặt, ánh mắt nhắm lại một đầu đụng lệch, đụng vào đám người đối diện, ba tráng niên mới vừa đứng lên liên tiếp bị đụng vào, lực đạo lớn thật đúng là không giống người mỗi ngày ăn không đủ no sở y y mắt thấy đơn thứ nhất đòi nợ nhiệm vụ sắp hoàn thành huy động tiểu thịt tây ê ê nhà kích động tiểu phượng mau đào ra để cho những kẻ ngốc này thấy rõ ràng còn cần ngươi nói bình sứ từ trong hố ném ra xẹt qua một đường vòng cung rơi xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ đồng xu ào ào rơi lả tả đầy đất đồng xu đầy đất sâu lại phải có mười sâu lớn ít nhất ngàn miếng mọi người ồn ào trong nháy mắt lặng nhắc như tờ, người trong sân trừng to mắt. Bao gồm hai mẹ chồng nàng dâu hoàng nhị gia, đầu gối hai người mềm nhũng ngồi phịch dưới đất trong miệng lầm bầm, xong rồi xong rồi. Hết chương này. Chương 5 Năm tiên quân bại máy xúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Năm tiên quân bài máy xúc hoàng nhị gia, giải thích giải thích, đây là cái gì? nhiều tiền như vậy mẹ chồng nàng dâu ngươi hai còn ồn ào không có gạo bỏ vào nồi còn mời không nổi đại phu không phải như mọi người nghĩ mẹ chồng nàng dâu giải thích quỳ xuống cầu xin bạn bè thân thích trong thôn tin tưởng bọn họ bình đồng này là do mẹ chồng nàng dâu ta để dành cho người giặt quần áo chôn dưới đất chính là sợ hoàng nhị mang đi hoàng nhị con mẹ nó ngươi nói cũng thật dễ dàng giặt cái quần áo liền có thể kiếm ngàn cái đồng xu Chuyện tốt như vậy bọn ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lại nói ngươi có tiền ngươi chôn dưới đất, đứa nhỏ nấu nửa tháng cũng không lấy ra mời đại phu, còn cùng bọn ta xin cơm ăn. Đây không phải là lừa gạt mọi người sao? Kẻ lừa đảo. Mọi người nổi giận. Đúng lúc Phượng Diệp Thù lại nói một câu, các vị đừng nóng vội, còn nữa. Và Không có, thật sự không có hai mẹ chồng nàng dâu cố gắng xoay chuyển cục diện làm thế nào cũng không nghĩ ra vị công tử lưng đeo búp bê này là từ đâu tới làm sao biết bình chôn ở chỗ này chợt nghe đông một tiếng mái ngói trên nóc nhà bị một viên đá đánh xuống sau đó dùng dây nối thành chuỗi đồng từ khe hở trên nóc nhà rơi xuống đinh đinh đang đang một chuỗi lại một chuỗi thật lâu vang lên dọn tan lại là mấy trăm đồng xu đây là làm sao phát hiện rõ ràng lúc bọn họ giấu tiền rất cẩn thận Nửa đêm canh ba ngay cả chó cũng không sủa. Cái này giải thích như thế nào? Đây cũng là giặt quần áo kiếm được. Chuột cũng không giấu được nhà ngươi, sợ trả lại cho bọn ta một đồng. Còn đều là bản gia, người trong nhà cũng lừa gạt như vậy. Lương Tâm cho chó ăn. Mọi người thay đổi mục tiêu, tầng tầng vây quanh, chỉ trích mẹ chồng nàng dâu hai người, nước bọt bay có thể so với trời mưa. Phượng Diệp thù mặc kệ những thứ này dưới chỉ thị của sở y y tiếp tục hành động đào bảo. lúc này không còn một vị hương lân cản đường, một đám chẳng những thập phần phối hợp, thậm chí còn muốn giúp quý công tử hóa thân thành hảo thủ đào đất. chỉ thấy trên lưng công tử một ngón tay mập mập hướng chỗ nào cái xẻng công tử liền xuất hướng đó. không bao lâu phía đông hố to hố nhỏ, phía tây liền gõ vừa bổ, liên tiếp đào ra đồng tiền khối bạc. lại một cái xẻng bổ ra tường vây nhà xí. Bên trong có gạch đất càng không rơi trên mặt đất vỡ nát, mấy viên bạc vụn có mùi hôi thối lăn ra. Lại xoay người đến cửa chuồng heo đứng lại, sẵn sắc đi xuống, mảng đá cho heo ăn bị lật lại, dưới đáy có dấu vết động tay động chân, Phượng Diệp Thù không nói một lời lại bổ ra mấy nguyên bảo bạc hoàn chỉnh. Tiếng kêu to hơn nữa. Sau một khắc, bàn tay búp bê mập mạp đã chỉ về phía nền móng. Nền móng. Một cái đào không tốt, nhà cửa có thể gặp tai ương đào không được a à, đây là ta tổ tông lưu lại phòng ở thanh thiên đại lão gia ai tới giúp ta lấy đâu ra sài lan, này nơi nào là đòi nợ này so với xét nhà còn ác kia đây là muốn hủy đi nhà ta a à. hai mẹ chồng nàng dâu khóc lóc la hết muốn khơi dậy lương tri của mọi người các chủ nợ láng giềng đã bị lừa một lần không mắc mưu nữa tự phát ngăn hai mẹ chồng nàng dâu lại hoàng nhị gia hai mẹ con ngươi lừa bọn ta đủ ác rồi còn giả bộ cái gì đúng vậy, coi như bà con chúng ta đều coi tiền như rác. Nếu không phải vị công tử này, chúng ta còn chẳng hay biết gì. Chỉ vì một nhà các ngươi lừa đảo, chúng ta thiếu chút nữa oan uổng công tử đã thương công tử. Mọi người vây thành vòng chỉ trích hai mẹ chồng nàng dâu hoàng nhị gia. Các vị, kính xin nhường đường. Phượng Diệp Thù mở miệng. Nghe vậy, mọi người vội vàng nhấc hai mẹ chồng nàng dâu lên, vừa lôi vừa kéo nhường đường. Trong tiếng khóc lóc của hai mẹ chồng nàng dâu Hoàng Nhị, Hoàng Nhị đại bá cầm quốc dẫn đầu, lúc trước bọn ta xin lỗi công tử, ta xin lỗi công tử. Công tử muốn đào móng phải không, ta tới hỗ trợ. Hoàng Nhị đại ca nóng nảy, đoạt lấy quốc trong tay đại bá, đại bá ngươi làm gì vậy, im còn ở đây. Đại bá ngươi xem trọng Hoàng Nhị gia chính là, chuyện đào hầm vẫn là im tới, im giúp công tử. Còn có im. Ta không có sẻn, Ta một tay vẫn đào như thường. Công tử nói đào chỗ nào, bọn ta đều nghe theo công tử. Đúng vậy. Đúng vậy. Không cần các vị động thủ, người tiếp theo cũng đủ. Phượng Diệp thù ý bảo tránh ra. Tám vị chủ nợ hoàng thi nghĩ đến lúc trước đem công tử tốt bụng làm cường đạo thổ phỉ, ngay cả hai chữ cầm thú cũng mắng ra, một đám đỏ mặt xấu hổ không thôi, ngoan ngoãn nhường đường. Phượng Diệp thù vào vị trí chọc chọc mặt đất, xác định vị trí. Tiếp theo sẻn sắt nâng lên lại hạ xuống, một cổ gió lốc loại nhỏ dâng lên, bành một tiếng, một sẻn vào ba thước, ba thước đất lỡ bay. Cách gần từ đầu đến chân bị băng một thân bụng đất, cách xa một chút cũng liền trên người khá hơn một chút, đầu mặt không một ai may mắn thoát khỏi. Mọi người kinh hãi, chưa từng thấy qua thần công đào đất như vậy. Không khỏi phỏng đoán vị công tử này tu luyện công phu hảo hán nào. Trong tiếng kinh hô, phượng diệp thù không có dừng lại, liên tục xúc xuống, từng đống bùn đất bay ra. Lo lắng mọi người bị phi thổ chôn sống nhau nhau lui về phía sau. Không bao lâu, một cái hố cao bằng một người đào ra. Dưới đáy hố có một cái rương gỗ không lớn không nhỏ bị khóa. Dân chúng kinh hô. Sở y y cũng đang thở dài, nhưng điểm chú ý của nàng khác với mọi người, trong mắt lòng ngực đều là tư thế hiên ngang oai hùng vừa mới đào hố của Phượng Diệp Thù, chật chật, nếu kéo đến công trường, còn có máy xúc làm gì? Sở y y thật sự khích lệ Phượng Diệp Thù, nhưng Phượng Diệp Thù nghe được từ máy xúc này hình như không phải là thứ đứng đắn, lấy ra đặt cùng một chỗ với hắn cảm giác bị vũ nhục nào đó. Câm miệng. Phượng Diệp Thù cảnh cáo xong, kéo hòm gỗ lên. Toàn trường lặng lặng chờ đợi. Cái khóa gì đó, chính là dùng để chẻ. Đợi một cái sẻn đi xuống, thân trương tan rã, ngân nguyên bảo trắng bóng ào ào cúc ngay dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy thôn dân hương thân kinh hô liên tục mà hoàng nhị mẹ nó trực tiếp hôn mê bất tỉnh hoàng nhị gia nhà ngươi hoàng nhị đem tiền giấu những địa phương này ngươi là thật không biết hoàng nhị tức phụ trong mắt thất hồn lạc phách im quả thật không biết hoàng nhị vừa đi hơn nửa năm im ngay cả người khác cũng không thấy được làm sao biết trong nhà giấu tiền mọi người nếu không tin im im lấy cái chết chứng minh. Nói xong hoàng nhị tức phụ nhất cổ tác khí hướng sai phòng đụng tới muốn tự chứng minh thanh minh. Còn tưởng rằng thôn dân lại sẽ giống như lúc trước kéo nàng một phen, ai ngờ không có một người ngăn cản, mà nàng cũng bởi vì quá mức nhập tâm thắng không được chân thẳng đụng vào tường. Nhưng mà âm âm sai phòng sớm bị phượng diệp thù đào thành phòng nguy hiểm bị hoàng nhị nương tử đụng phải sụp đổ. Mọi người vội vàng đi qua đào người. Lúc này Hoàng Nhị ẩn thân trong đống cỏ lộn xộn trong phòng củi ô ô từ trong phế tích bò ra. Hoàng Nhị Thì ra ngươi hơn nửa năm đều trốn ở chỗ này. Như thế nào, kiếm tiền liền trở mặt, không nhận tự người nhà, tốt, từ hôm nay trở đi chúng ta liền không còn là một nhà, ngươi nợ chúng ta tiền một đồng cũng không thể thiếu, trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Đợi đến khi quan phủ nha sai chạy tới. Hoàng nhị đang bị thúc bá huynh đệ nhà mình vây quanh đánh chửi, nhà sai tới chậm một chút sợ là bị đánh không chết cũng tàn. Nhà sai vung đại đao, hô ngừng. Vương nhị đáng chủ động báo án, lại tích cực dẫn đường lần nữa tích cực hưởng ứng, chỉ vào phượng diệp thù quần áo hình dạng không hợp với người chung quanh sau đám người, tức giận nói. Sai gia, chính là hắn, hắn chính là cường đạo. Bốp. Vợ vương nhị đáng tác một cái vào mặt, chết tiệt, nói hưu nói vượng cái gì. Vương Nhị đáng bối rối. Nhìn thái độ của vợ, lại nhìn mọi người, mộng càng thêm mộng. Ngươi ngươi ngươi, nửa ngày, cũng nói không nên lời cái gì đến. Hoàng Nhị mới là tên hỗn đảng đen tâm địa. Nếu không vị công tử này đi ngang qua, hảo tâm vạch trần Hoàng Nhị gia, chúng ta còn chẳng hay biết gì, nợ của Hoàng Nhị gia đại bá cũng không lấy lại được. Vương Nhị đáng á khẩu, nhìn đám người sau lưng búp bê không trên một tiếng mang sẻn công tử, khí độ không tầm thường không coi ai ra gì, còn không bằng búp bê béo trên lưng hòa ái dễ gần. Kinh Tại sao lại cảm thấy một con búp bê mập mạp hòa ái dễ gần? Kỳ quái Nhà sai không rõ tiền căn hậu quả chỉ có thể dựa theo quy trình, trước tiên bắt hết người lại nói. Nhưng mà lúc này lại phát hiện một mực ở sau mọi người, mang qua công tử yên lặng chú ý tình thế đã không thấy. Hết chương này. Chương 6 sáu phượng dịp khác biệt ngươi không thích hợp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Sáu phượng dịp thù ngươi không đúng 009, đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, uy tín giá trị đi 100, hiện tại uy tín giá trị 999999, ngân tệ một 100, cường độ sản sắc 1, sở y. Phí công sức lớn như vậy liền cho 100 ngân tệ, giá trị danh dự vẫn là âm, làm người không cần keo kiệt như vậy được không? Đinh Hữu Tình nhắc nhở, bản hệ thống không phải người. Ha ha. Người nói rất có đạo lý, ta lại không cách nào phản bác. Sở y mất hứng, sở y chỉ muốn nhanh chóng trở về, trở về trong giường em bé mềm mại của nàng, mỹ mỹ ngủ một giấc. Hô hô. Buồn ngủ quá. Thân thể tiểu oa nhi thật sự là quá dễ dàng mệt mỏi. Tiên tử. Bánh bao sữa phượng diệp thù chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên vai hắn chọc một cái bất động lại đâm nghiêng đầu ngủ say mắt nhỏ nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn mở ra một khe có chút nước miếng chảy ra trên vai thấm ướt một mảnh này ngươi lại làm cái gì pháp y của hắn lại bị ô uế bảo bảo thời thơ ấu vốn thăm ngủ chớ nói chi là ở bên ngoài lắc lư hơn nửa ngày nhắm mắt lại ngủ cực kỳ say trở về tuyển hoa thành như thế nào trở về sở gia như thế nào, sở y y một mực không biết. Lại càng không biết nửa đường bắt gặp Linh Sơn đồng đạo, đường đường thanh ngô sơn tiên quân làm trộm, mang theo nàng trốn thật nhanh, rẽ trái rẽ phải đi đường nhỏ trở về. Sở y y làm một giấc mộng đáng ghét, trong mộng lặp lại một màn hoàng gia đòi nợ, tiếng khóc sức mướt, tiếng vây công kêu đánh, còn có tiếng ngân rơi xuống đất trầm rầm. Chờ nàng mở mắt tỉnh lại, trước mắt còn có mộng cảnh hư ảnh nghĩ đến nợ nần mình cũng từng xấu như vậy, cục cưng buồn nôn, không đúng, bản tiên tử mới không phải là hoàng gia, bản tiên tử lúc trước khóc thảm chơi xấu đó là thật không có tiền trả. Vậy sao? Giọng phượng diệp thù vang lên. Sở y y mở to hai mắt, triệt để thanh tĩnh, lúc này mới phát giác đã trở về sở gia, mà chính mình đang nằm ở thuộc về mình trong phòng trẻ con. Trong phòng không có ai khác, trong tai ngoại trừ tiếng chim hót ngoài cửa sổ, không còn động tĩnh gì khác. Phượng Diệp Thù ngồi ở dưới cửa sổ, một thân nữ trang màu nâu lão khí hoành thu, kiểu tóc vú em quy cũ, mấy sợi tóc trên trán quét qua đôi mắt đen không gió không sóng của hắn, mà tầm mắt của hắn đang rơi vào quyển sách trong tay. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ hoa chiếu vào, chiếu theo trang phục đơn giản mà không được tự nhiên của hắn. Lúc này lại nhớ lại vị tiên quân này trang phục bình thường dưới hoa quý gia thân siêu phàm khí tràng. Cảm giác tương phản thật lớn, sợ y y nhìn xương sườn đau nhất, ánh mắt cũng nheo lại. Thật muốn hỏi tiên quân các hạ, là như thế nào làm được lấy thân thể tôn quý của Linh Sơn tiên quân nhìn xuống bộ dạng khó coi này? Tuy rằng bộ dáng các hạ cũng không kém, nhưng, nam giả nữ trang, vẫn là giả vú em, chẳng lẽ hắn cũng không để ý thể diện sao? Bốn vị ca ca của tiên tử vừa tới thăm tiên tử. Phát hiện sở y đang đánh giá hắn, phượng diệp thù không có gì khó chịu, thập phần tự nhiên nói. Sở y y hít mắt, như vậy có thể làm mờ đi hình tượng chói mắt của Phượng Diệp Thù, đến thì đến, không phải chỉ là bốn đứa nhỏ thôi sao? Ừ, đúng là bốn tiểu thí hài. Rầm một cái lật quyển sách qua một trang, Phượng Diệp Thù bình tĩnh tiếp tục nói, vừa rồi nếu bản quân chậm thêm một khắc, tiên tử lúc này không biết sẽ ở trong gánh nặng của tiểu thí hài nào, lại càng không biết sẽ bị mang đi nơi nào, ân. Ừ. Nghĩ đến hẳn là nơi tiểu thí hài đều thích đi. Tiên tử nói xem tiểu thí hài đều thích đi nơi nào? bản quân nhớ rõ những vật nhỏ mới tới trên núi thanh ngô thích nhất là đầm nước động cây hố bùn gì gì đó ngôn tất ánh mắt không mang theo nhiệt độ rơi vào trên người sở y y sở y y trong nháy mắt có loại ảo giác mình là một đoàn bùn cầu trong mắt đối phương hắn giống như đang nhìn nàng nói đùa nhưng nàng một chút chứng cớ cũng không có sau lưng sở y tê dại không chỉ vì ánh mắt đâm chọc của phượng diệp thù mà còn bất tri bất giác tránh được đại tai của huynh trưởng. Đúng vậy, nàng phiền muốn chết đầu thai chuyển thế chuyện này, lần trước chuyển thế vẫn là vừa xuyên tới lúc, nàng mở mắt liền đã 8 tuổi, không cha không mẹ một cô nhi, tại thi hoành khắp nơi chiến trường tỉnh lại, đã quên mình là ai, tại sao lại ở nơi đó, càng không biết đây là cái địa phương nào, nàng chỉ có liều mạng chạy, tận khả năng sống sót. Mà lần này, nàng may mắn có cha có mẹ, bất hạnh chính là cấp trên còn có bốn huynh trưởng làm nhiều việc ác đánh nàng sinh ra thường thường liền bị ám toán không phải bị lão đại bốn tuổi vô tri kia kéo xuống giường thiếu chút nữa ngã chết chính là bị lão đại mười tuổi vụng trọng đúc khoai lang nướng khoai lang a à uy trẻ con mới sinh ra có thể ăn sao không bị nghẹn chết là tốt rồi chuyện vạn vạn may mắn phượng diệp thù tới từ khi phượng diệp thù làm vú em của nàng bốn tên khốn khó có cơ hội giết chết nàng sở y y ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, thật đúng là phải cảm ơn tiên quân đại nhân. Phượng Diệp Thù thu hồi tầm mắt, đặt sách xuống, tư thế ngồi thoải mái biểu tình tùy ý, dường như hết thảy đều rất bình thường, nhưng sở y y chính là nhận ra một tia tùy tiện tiện hạ không bình thường. Phượng Diệp Thù, tiên tử không cần khách khí, bổn quân chuyến đi này vốn là vì trợ tiên tử sớm ngày trở về Linh Sơn, trả hết nợ ngươi thiếu, cũng tốt bình ổn tiên vực sau động khí, miễn cho có người nhất thời nghĩ không ra tái sinh tâm ma đi lệch đường. Sở y y, ha ha. Không nhắc tới việc này, hai ta vẫn là chiến hữu tốt. D. Liền đừng trách bản bảo bảo hướng sổ nhỏ thường ghi một bút, ngày sau, phàm là có cơ hội, bảo bảo trùng chi đại cát, ai ai, cho ngươi đạp phá giày sắt cũng tìm không thấy. Sở y y, thiên hạ nếu đều là người hiểu rõ đại nghĩa như tiên quân đại nhân, trường hằng tiên vực ta lo gì không thịnh. Phượng Diệp Thù, quá khen. Tiên tử tung hoành linh sơn ba ngàn năm, danh tiếng vang xa, chúng ta chỉ có thể nhìn lên tiên tử, nào dám tranh công trước mặt tiên tử. Sở y. Nói tiếng người. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên mà đến nịnh hót là chuyện gì xảy ra? Phượng Diệp Thù ngươi không đúng, ngươi rất không đúng. Sở y y, tiểu phượng A, hai chúng ta hôm nay coi như là đồng cam cộng khổ, kỳ thật có lời gì ngươi nói thẳng chính là lấy giao tình của hai chúng ta bổn tiên tử có thể giúp ngươi tuyệt đối giúp được đứng lên lưng sáng đi tới mỗi một bước đều dẫm lên thần kinh của sở y y cho đến khi bắt được nạn trong tả lót từ trong củi kẹp cô kéo kẹt trong ổ để cô đối mặt với anh giống như kẹp chó con đôi mắt lãnh đạm hàng ngày của phượng diệp thù có chút biến hóa tinh quan chợt lóe lên tiên tử hiện giờ đã bốn tháng thân thể vượt xa trẻ con bình thường, bổn quân nghĩ tới nghĩ lui, đã đến lúc nên giúp tiên tử tẩy tụy tố kinh mạch, thoát ly phàm thân. Sợ. Anh nói gì? Bảo bảo mới 4 tháng A. Phượng Diệp Thù đang hỏi sao, thái độ chắc chắn rõ ràng là thông báo, ý tiên tử thế nào? Ngươi cũng đã quyết định xong, còn hỏi cô nại ý như thế nào? Giống như bà cô nói không vui ngươi sẽ đồng ý. Tiểu Phượng à, bản tiên tử mới có 4 tháng, xương cốt đều mềm, kinh mạch cũng không thông, sớm như vậy đã tẩy tủy có phải quá sốt ruột hay không? Cốc cốc. Dung sở y len lén nuốt nước miếng. Đừng tưởng rằng ba ngàn năm qua nàng chỉ lo đánh giấy nợ khắp nơi liền quên, nàng cũng là linh sơn phạm nhân tiến vào, lúc trước nàng lên núi Nguyệt Nha bái sư, tiên sư mất một giỏ dược liệu quý trọng mới đem nàng tẩy thành linh thể, toàn bộ quá trình xương cốt đứt rồi lại nối, nối rồi lại đứt, tới tới lui lăng qua lăng lại hơn nửa năm, đoạn quá khứ tàn bạo kia nàng đến nay không muốn nhớ lại. Phượng Diệp Thù khẽ nhíu mày. Sở y y vốn tưởng rằng Phượng Diệp Thù sẽ kiên trì ý kiến của mình, ai ngờ nàng vừa nhớ lại chút chuyện đã từng xảy ra, Phượng Diệp Thù liền thả nàng trở về giường trẻ con. Phượng Diệp Thù, việc này bàn lại, tiên tử ngủ liền ba canh giờ, chưa uống nước đã. Sở y y có chút ngoài ý muốn, hả? Cái này bỏ qua cho nàng. Cái này không quá giống tác phong của tiểu phượng tiên quân. Phượng Diệp thù mặt kệ nàng đang suy nghĩ cái gì, giơ tay lên trong tay có thêm một bình sứ tinh xảo, theo đó, đổ sữa của linh thú quý hiếm phi vân lọc vào bình sữa mà hệ thống cấp cho búp bê, đưa cho sở y y rồi rời khỏi phòng. Hết chương này. Chương 7 Bảy lừa kéo cối xây đều không có như thế sai sử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 bảy kéo cối lừa đều không như vậy sai khiến cẩn thận đóng cửa lại đi xuống bậc thang dựng bước trong sân phượng diệp thù quay đầu nhìn về phía cửa sổ chạm trổ hoa văn cách cửa sổ có thể nhìn thấy một góc giường em bé từ góc độ này đang nhìn thấy bàn chân nhỏ của sở y y đá văn chăng lên cao phượng diệp thù hắn từ nhỏ đã là tiên thiên linh thể chưa từng tự mình trải qua tẩy tuỷ việc giúp người khác tẩy tuỷ cũng đã làm rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thống khổ như sở y y đã trải qua ngay tại vừa rồi sở y y nhớ lại quá khứ trong nháy mắt hai người thần thức liên tiếp chưa đứt sở y y trong lúc vô ý phun tạo một đống lớn đối tẩy tuỷ oán niệm hắn không muốn nghe cũng nghe được biện pháp tẩy tuỷ rất nhiều là sư phụ ngươi quá ngốc mà thôi bổn quân há lại ngu ngốc như vậy nỉ non một câu phượng diệp thù xoay người suy tư các loại phương pháp tẩy tuỷ trong ghi chép linh sơn trùng trùng điệp điệp môn phái đông đảo nhiều tàn thư các như vậy luôn có một nhà biện pháp thích hợp nhất. Trong phòng, sở y y cũng không phát hiện lời chăm chọc của mình đã bị người nào đó tiếp thu được. Ông Bình sữa uống no nê, nàng mới vừa tỉnh ngủ chính là tinh lực dư thừa, có tinh thần như vậy lại không có việc gì làm, thật đúng là lãng phí. Nhìn chân nhỏ mình nâng lên, thật nhỏ a à, còn thịt, tay nhỏ bé một cái lại bắt được. Bỗng nhiên có một cổ dục vọng. Cô thật muốn thật muốn bắt chân vào miệng bẹp vài miếng đinh đáng ghét cục cưng vừa làm xong một đơn cục cưng không muốn gặp ngươi chết hệ thống bạn có chức năng mới mở chức năng mới sở y vạch giao diện thật đúng là tìm được cái nút mới hóa đơn hệ thống ngươi làm gì vậy ngươi chọn chuyện có phải hay không thứ lỗi cho cô vừa nhìn thấy hai chữ hóa đơn liền nhìn không được muốn tức giận thật sự là bị đại quân đòi nợ trước khi tự bạo vây quanh sợ hãi, vừa nhìn thấy hai chữ hóa đơn đầu tiên nghĩ đến chính là ngàn vạn tờ nợ. Mở ra. Số hóa đơn nợ hiện tại một quả nhiên, tôi không nên gọi. Cô mắng ngược lại mình nợ tay, nhưng vẫn nhìn không được lại click vào danh sách, sau đó liền nhìn thấy trong danh sách thả xuống một chuỗi hóa đơn tình hình cụ thể, đánh dấu sổ sách cụ thể còn có tin tức chủ nợ thiếu thủy u môn hà liên hoa bạch tinh v 10 thiếu độc trùng cốc phương khả nhi bạch tinh v 10 thiếu địa hỏa cung lý dịch hiểu tinh v 10 thiếu tam liễu phong lục lâm thủy tinh khoai lang v một đau mắt nó đau hơn khi lật lên tốc độ tắt giao diện giỏi lắm cái gì quỷ hệ thống liền nàng hố khoai lang ăn sự tình đều kéo vào trong hóa đơn ý này là nói nàng uống người khác định núi một ngụm nước coi như là thiếu nợ đối phương nếu tính như vậy, nàng lại đến ba ngàn năm sợ là vẫn chưa xong. Hữu Nghị nhắc nhở, trước mắt tài khoản số dư một trăm ngân tệ, có thể đổi Linh Sơn Bạch Tinh 10, đổi hay không, thay đổi làm gì? Đổi chức năng có thể rút tiền, bản hệ thống căn cứ trước mắt tình huống, đề cử trước mắt có thể trả nợ nần, ký chủ tự chủ lựa chọn. Sau khi lựa chọn mời ký chủ tự mình đi trước hoàn thành trả nợ ở mỗi hoàn thành một đơn trả nợ nhiệm vụ, hóa đơn số lượng, một, ngẫu nhiên gia tăng uy tín giá trị, ta. Đi vốn muốn mắng to một câu, nhưng nghĩ đến trước đó hệ thống hữu nghị nhắc nhở bản hệ thống không phải người, cảm giác mắng nó chính là đang mắng mình ngu xuẩn. Mắng không được, càng đánh không được. Phát tiết không được ngàn khuất trầm ở trong ngực, hại nàng lại muốn phun sữa. Nếu là tiểu phượng thì tốt rồi, tổn hại lẫn nhau bao nhiêu cũng có thể phát tiết. Hệ thống, xin hỏi, nhiệm vụ trả nợ này có hạn chế thời gian không? Sở y y mỉm cười đặt câu hỏi. Tuy rằng hệ thống căn bản sẽ không để ý nàng khi đặt câu hỏi sẽ dùng biểu tình gì. Ngân tệ đạt 10.000, trả nợ đến ngược chức năng tự động mở ra ý này, chỉ cần số lượng ngân tệ không đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ không bức bách nàng đi trả nợ. Nghĩ như vậy coi như có chút nhân tình vị sao? Đinh đòi nợ nhiệm vụ đã tuyên bố, thỉnh ký chủ chú ý tiếp thu hơi hả? Cho phép nàng đem ba chữ nhân tình vị nóng hầm hập nuốt xuống. Thần mã hệ thống Quả thật cho nàng kéo dài cơ hội trả nợ, nhưng chiếu theo tốc độ tuyên bố nhiệm vụ này, chẳng phải là biến tướng thúc giục nàng tích góp tiền, bức nàng nhanh chóng trả nợ. Hệ thống ngươi đi ra, tỷ ba canh giờ trước mới hoàn thành một đơn, mặt trời còn chưa xuống núi, ngươi lại phát cái nhiệm vụ mới, ngươi có ý gì? Kéo cối lừa cũng không có như vậy sai khiến. Đừng ép ta ân cần thăm hỏi mẫu thân đại nhân của ngươi. Hữu Nghị nhắc nhở, bản hệ thống không phải người chế tạo, đại gia ngươi hữu nghị nhắc nhở bản hệ thống không tồn tại đại gia vậy có nên thảo luận về cháu trai ông không đinh kiểm tra đo lường được ký chủ mâu thuẫn cảm xúc mở ra trừng phạt một lôi kích lại nữa người nói không lại tỷ người tới âm u âm âm bóp 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 đáng thương cục cưng lại một lần nữa tê dại hoàn toàn trong một ngày bị sét đánh hai lần cộng lại ba đạo không biết còn tưởng rằng vị linh sơn tiên sư nào tu đến phá cảnh dẫn lôi kiếp. Tiếng ầm ầm qua đi, bên kia, trong viện sở gia đình. Phượng Diệp Thù và đại nha hoàng sở gia hạ hồng xin nghỉ cả đêm, đi ra liền nghe thấy tiếng sấm. Nghi hoặc nhìn xem lôi quan biến mất vị trí, khó hiểu, lại là Nguyệt Nha Sơn lão lại chỗ ở, liền không rõ, bốn tháng phàm thể như thế nào sẽ đưa tới lôi kiếp. Rõ ràng ngay cả tẩy tủy cũng không có đang suy tư đủ loại khả năng, một cổ cảm giác bất an đột ngột nổi lên. Phượng Diệp Thù trong nháy mắt biến mất ở trong đình viện, mấy người nhảy nhót chiếm cứ chỗ cao nhất tuyển hoa thành, linh thức thăm dò nhanh chóng khuếch tán, lấy mình làm điểm đảo qua toàn bộ tuyển hoa thành, ý đồ tìm ra người uy hiếp. Quả nhiên, ở vị trí tây bắc tuyển hoa thành phát hiện khí tức đồng đạo. Mà đối phương, cũng phát hiện ngược lại hắn. Tiên tử phượng diệp thù mở thần thức giao lưu từ xa sở y y nghe được đáng tiếc là chỉ có thể nghe khoảng cách xa như vậy hệ thống cho linh hồn của nàng câu thông kỹ năng không có hiệu quả mà chính nàng bởi vì thân thể điều kiện không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân có thông thiên thuật cũng không dùng được tiên tử vừa rồi triệu tới lôi kích rất không đúng lúc có khách tới chơi bổn quân thay tiên tử tiếp đãi hả khách nào sở y y nghi hoặc nhưng nàng cũng không có cách nào chủ động liên lạc với Phượng Diệp Thù, chỉ có thể đơn phương nghe Phượng Diệp Thù nhắn lại. Thanh âm Phượng Diệp Thù biến mất, có lẽ là đi gặp cái gọi là khách. Sở Y Y cũng không lo lắng, dù sao Phượng Diệp Thù là đại lão tu đến cảnh giới phi thăng, đối phó với một tiên sư dư giả. Sở Y Y nên lo lắng chính là mình mới đúng. Tiểu Phượng Tiên Quân không ở đây, nàng làm sao đi chấp hành hệ thống nhiệm vụ? Giao diện hệ thống nhắc nhở nhận nhiệm vụ từ nhấp nháy. Sợ y y đau đầu, điểm hay không điểm, trong lúc do dự đột nhiên chú ý tới đến ngược không có bắt đầu, đây có phải nói chỉ cần nàng không click xem nhiệm vụ sẽ không khởi động, sẽ không có đến ngược đòi mạng. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt đứa trẻ nhỏ. Quyết đoán tắt giao diện hệ thống. Yên lặng chờ một lát, thật đúng là không có trừng phạt xét đánh rơi xuống. Xem ra nàng lựa đúng rồi. Thật tốt đêm nay cục cưng có thể ngủ một giấc thật ngon. Bắp chân nhỏ duỗi ra, nằm thẳng. Kết thúc hoàng hôn. Nhà hoàng hạ hồng đi vào đốt nến trong phòng. Sau khi dùng cơm tối xong vợ chồng sở hữu trình mang theo bốn tiểu tử chết người sở y đinh không muốn gặp cũng tới phòng sở y. Sở y y bị gian lan chi ôm ở trong ngực, hưởng thụ thời khắc mẹ con hạnh phúc, cha khờ khạo lôi kéo da mặt đối với nàng giả làm các loại mặt quỷ. Đây là đang chọc cho nàng cười thật có lỗi xấu đến mức cô chỉ muốn khóc bẩm phu nhân điền vú em xin nghỉ một đêm nói là đã lâu không trở về muốn về nhà xem một chút nói là sáng sớm ngày mai chuẩn trở về hạ hồng bẩm báo sở y y tài tiểu phượng tiên quân chạy ra ngoài gặp khách cần cả đêm sau hết chương này chương tám tám lôi ra tới làm gà chọi chơi bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8. Tám kéo ra làm gà chọi chơi Phượng Diệp Thù thật đúng là một đêm không trở về. Sở Y Y cũng không lo lắng, nghĩ Phượng Diệp Thù tu đến cảnh giới Phi Thăng Đại Viên Mãn, ứng phó một khách đến, nhất định là chuyện nhẹ nhàng buông lỏng, một đêm không trở về có lẽ là sau khi tiếp khách lại đi làm việc khác. Lại không biết đêm nay Phượng Diệp Thù không dễ dàng gì. Hắn là tu tới Phi Thăng Đại Viên Mãn không giả, nhưng bị thiên lôi đánh 181 đạo. Không biến thành tro đều là tốt, giữ lại chút tu vi này cũng liền so với nguyên anh tốt hơn một chút, vả lại trên người còn có ngạnh kháng thiên lôi lưu lại nội thương ngoại thương lớn nhỏ, hiện tại thương thế chưa lành linh lực vận hành không thoải mái, hành động lực lớn không bằng trước kia. Một đêm chu toàn, mất chút công phu mới đuổi khách tới, nhưng cũng chỉ là trọng thương đuổi đi. Nếu trước kia đối phó với một tiên sư nho nhỏ cảnh giới nguyên anh bất quá chỉ nói một câu, làm sao dùng được phí khí lực lớn như vậy? trong lòng không khỏi buồn bực, quán niệm đối với lão lại hoa hoa lại sâu thêm một phần. Mặt trời mọc về phía đông, kim quang rơi xuống, nhìn không thấy điểm cuối biển rừng một mảnh bồng bột. Bồ. Phượng Diệp đạp lên cành cây chọc trời, nhìn về phía đông, cho đến khi khí tức của kẻ xâm phạm hoàn toàn biến mất, mới xoay người lại. Chờ hắn trở lại sở gia đã là mặt trời lên cao. Lúc này nghĩ đến lão lại hoa hoa đã tự mình dùng qua bữa sữa buổi sáng này nhưng mà chờ phượng dịp thù trở lại phòng trẻ con lại không thấy sở y trong giường nhỏ trống rỗng ngay cả túi vải cũng không thấy con người thì sao chẳng lẽ là người sở gia ông ra ngoài không đúng sở gia cưng chiều độc nữ biết rõ sở y y thăm ngủ là tuyệt sẽ không vào lúc này đến quấy rầy nàng cho nên cũng chỉ có thể là Thư dịp hắn không có ở đây sở y y bản qua vùng trộm tự mình chạy Lúc này nhớ lại hôm qua mấy đạo xét đánh tới kỳ quặc, còn có sợ y y không chịu phối hợp tẩy tủy hành động. Thật giống như là quỷ thất đức kẹp đuôi chạy trốn. Hay cho một lão lại tiên tử. Phí tâm cơ lừa được bản quân tín nhiệm, chính là vì giờ phút này. Không sao, bổn quân sẽ tìm được ngươi. Chờ bị bản quân bắt được, mặt ngươi tự biện hộ, bản quân tin ngươi một phần liền tự nhận ngu xuẩn. Xoay người, mặt lạnh vô tình, ánh mắt đã sắc bén như phong bổn quân ngươi phải biết rõ ràng cái gì mới là thành tâm hối lỗi tuyển hoa thành phố thanh tước ba năm trước bị vứt bỏ bây giờ trở thành sân khấu cũ của thánh địa trẻ em sở y y đang ở trên sân khấu chạy thật nhanh chuẩn xác mà nói là bị sở gia lão đại sở văn nguyên cùng lão nhị sở minh lãng một bên đỡ cánh tay nhỏ chạy như điên mà cùng nàng thi đấu thể thao lại là một nữ hoa nhi khác cũng bị nâng cánh tay chạy. Nhà đầu Lâm Gia Lâm Du Nhiên 7 tháng tuổi. Không thể tin được. 7 tháng một lần 4 tháng. Phân biệt bị huynh trưởng nhà mình trộm từ trong nhà ra, bị an bài nhập cục, bị ép làm tuyển thủ trên sân. Có cần điên như vậy không? Lâm sở hai nhà là đánh tổ tiên ba đời lên không vừa mắt lâm gia tam tử sở gia tứ tử là hoàng mỹ kế thừa tổ tông chí hướng làm cái gì cũng muốn áp đối phương một đầu nhưng bọn họ so đấu với bọn họ vì sao phải liên lụy bò cũng bò không lưu loát tiểu oa nhi sở y y không muốn dự thi y y nha nha kêu to hai huynh trưởng chẳng những nghe không hiểu anh ngữ của nàng còn tưởng rằng nàng chơi vui vẻ kích động đỡ nàng chạy càng ra sức xui xẻo cực độ tiểu phượng tiên quân cũng chỉ một đêm không ở nhà bốn cái rắm lớn một chút huynh trưởng liền đối với nàng hạ độc thủ như thế làm bậy a à. nghĩ nàng đường đường là nguyệt nha sơn chi chủ ngồi xuống ngàn vạn yêu phó lại rơi hôm nay lại bị một đám tục thế tiểu thí hài kéo ra làm gà chọi chơi quả thực là nàng xuyên qua ba ngàn năm qua lớn nhất sĩ nhục tiểu phượng phượng sao ngươi còn chưa tới nếu không bản bảo bảo sẽ bị đùa chết mất tiểu phượng tiên quân ngươi sẽ không chê ta phiền toái bỏ lại ta tự mình chạy đi. Tiên quân đại nhân không cần tuyệt tình như vậy a, à, cục cưng biết sai rồi, cục cưng không nên tự bạo trốn nợ chọc thiên đạo không vui, cục cưng cũng không nghĩ tới thiên môn sẽ như vậy thủy tinh tâm, nói phong liền phong, hại ngươi thụ 181 đạo thiên lôi cũng không phi thăng. Ta sai rồi, ta sửa, tiên quân đại nhân ngươi mau tới, cứu giá. Đinh, bạn có nhiệm vụ mới chưa kiểm tra phượng diệp thù không trong mong, hệ thống cũng có chút phản ứng sở y y giận, tra thu cái gì tra thu, tối nay sẽ chết, không thấy bản thân bản bảo bảo cũng khó giữ, chút nhãn lực của hệ thống chết này cũng không cần ngươi làm gì. Sở y y mắng, hệ thống giao diện soát một chút biến mất, giống như thật sợ nàng. Coi như nó thức thời. Nhưng trước mắt, bốn anh trai cứng đầu của cô cùng ba tiểu tử lâm gia phân cao thấp lợi hại, căn bản không có ý dừng tay, đỡ cô chạy một vòng lại một vòng. Nàng nặng như vậy, hai người bọn họ lại cũng chạy được. Mắt thấy Lâm Gia Huynh đệ đỡ Lâm Du Nhiên dẫn trước một mảng lớn, sở văn nguyên sở minh lãng không thể không bước nhanh hơn. Chu Y Y không đấu tranh nữa. Trên đài lớn kéo nhỏ nhanh chân chạy, dưới đài một đám tiểu hài tử xem náo nhiệt vừa vỗ tay vừa ồn ào, ngại thi đấu không đủ kịch liệt còn ồn ào thêm thi đấu. Cuộc thi thêm trắm. Ai hiếm là tỷ thí ai tự mình lên. Chiêu không hài lòng thời gian thi đấu cuối cùng hai nhà trước sau tới điểm cuối cùng sở gia thảm bại nơi cuối cùng ba tiểu tử lâm gia ông lâm du nhiên dương dương đắc ý sở văn nguyên ta đã nói nhà các ngươi không được ngươi còn không tin bốp bốp tiểu oa nhi lâm du nhiên bảy tháng cái gì cũng không hiểu đang vỗ tay vừa vỗ vừa cười như là đang tán thành lời nói của anh trai mình sở y y nhìn chằm chằm lâm du nhiên rầu rĩ nuốt xuống phục rồi Cô ơi, cô có biết bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu một cái bản chọi gà trên cổ không? Hai ta bây giờ là đồ dùng thi đấu trong tay người khác có hiểu hay không? Ngươi còn cười được, còn vỗ tay. Sở Văn Nguyên, Lâm Mộc Hiên, ngươi đắc ý cái gì? Ván này là chúng ta nhường ngươi, chúng ta lại so. Lát nữa có ngươi đẹp mắt. Lâm gia lão đại Lâm Mộc Hiên, chín tuổi so với 10 tuổi Sở Văn Nguyên còn cao hơn một tấc, từ trong xoan mũi hừ một tiếng, đến a ai lui ra trước ai là chó con sở y y ha ha chó hay không chó không sao cả bản bảo bảo muốn rời khỏi bản bảo bảo không vui mặc kệ sở văn nguyên nặng hơn áp suất có dám tới hay không lâm mộc hiên có cái gì không dám so thì so nặng hơn áp suất làm sao so sánh điểm ấy sở y thật đúng là có chút tò mò không lâu sau hai bên hợp tác làm ra một cái cầu bập bên đơn giản, sở y y cùng Lâm Du Nhiên bị đặt ở hai đầu cầu bập bên. Lão đại hai bên buông tay. Sở y y minh, cũng phục. Đây không phải là so với ai nặng hơn sao? Cái này còn cần so sánh. Không có gì phải lo lắng. Tốc độ bên sở y y chìm xuống, Lâm Du Nhiên bị bắn lên, nếu không là ba huynh để Lâm gia tay mắt lanh lẹ bắt được, không biết bị ngã thành cái dạng gì gia đầu sở y y t dạy may mắn đầu thai tới đây chưa qua đường hoàn tuyền chưa uống canh mạnh bà nếu không chiếu theo cách chơi này một đời này chết như thế nào cũng không biết tiên tử hăng hái như vậy bản quân thật không nên quấy rầy phượng diệp thu dưới đài sau một đám hài tử phượng diệp một thân trang phục vũ em không biết khi nào đã đến con ngươi lộ ra ý thưởng thức cũng thật rộng rãi tự như trong mắt hắn chưa từng tồn tại sát ý sắc bén hắn an tĩnh nhìn sở y trên đài, như là người từ xa về gặp lại người lưu thủ, bình thản như là chưa từng hoài nghi người lưu thủ sẽ thất tính chạy trốn. Bản quân có phải tới sớm một chút không? Tiểu Phượng, sao người mới tới? Mặt cục cưng ủy khuất khuất phục. Tay em bé cố gắng duỗi ra, cầu ông cầu mang đi. Nàng đã cố gắng tỏ thái độ như vậy, Phượng Diệp Thù nhất định không đoán được suy nghĩ lúc trước của nàng, lúc trước hoài nghi Phượng Diệp Thù, hoài nghi phượng diệp thù chê nàng phiền toái bỏ nàng lại một mình chạy. Hết chương này. Chương 9 Chính đốt nhiệm vụ của ngài đối tượng, sắp chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Chính đinh ngài nhiệm vụ đối tượng, trận tử mọi người mau đi đi, phía sau sân khấu có một người chết. Một cậu bé từ phía sau sân khấu kịch chạy tới, nghiêng ngã lão đảo, vừa chạy kêu to. Nghe thấy phía sau sân khấu có người chết, bọn nhỏ một đợt thét chói tai, nhao nhao chạy đi. Lâm gia tam tử trên sân khấu cũng đồng dạng, ông lấy mùi mùi nhà mình tốc độ rời đi, trước khi đi không quên kêu gào một câu tái chiến. Không đến là chó con. Sở gia tứ tử đáp lại, hiệp lực hợp tác ông sở y y siêu nặng xuống sân khấu. Mấy vị thiếu gia khoan đã, tiểu thư giao cho nô tỳ. Phượng Diệp Thù tiếp nhận sở y y đang vây quanh huynh trưởng, lúc này tứ tử mới phát hiện vũ em nhà hắn tới, tứ tử lúng cuốn, vũ em tới, có phải trong nhà đã biết bọn họ trộm mùi mùi ra, cha mẹ có phải đã trên đường tới bắt bọn họ hay không? Sở văn nguyên nghĩ mà sợ, điền vũ em, sao chị tìm được nơi này? Cha mẹ em đâu, bọn họ có phải cũng tới không? Lão gia cùng phu nhân cũng không có tới, về phần nô tỳ chỉ là trùng hợp mà thôi. Phượng Diệp Thù trả lời, hai chữ nô tỳ bị hắn nói thuận miệng như vậy, nếu không sợ y y biết rõ lai lịch của hắn, thật đúng là dễ dàng bị lừa dối. Sở y, tiên quân các hạ, không cần thể diện như vậy thật sự tốt sao? Bị đồ tử đồ tôn nhà ngươi biết thật sự không sao cả sao? Đinh, bạn có nhiệm vụ mới chưa nhận, xem hay không, tối nay kiểm tra thì sao, không thấy cục cưng không đi được, cục cưng không có thời gian. Click vào exit. Đinh, nhiệm vụ đã nhận, đến ngược mở 24 00 23 59. Không nói gì, rõ ràng điểm rời khỏi làm sao lại thành clip xem xét, hệ thống lại tới bộ này. Sở y y khí, khí thì có ích lợi gì, nhiệm vụ một khi tiếp thu nhất định phải chấp hành. Sở y y y nha nha, ủy khuất chít chít. Em bé chỉ phàn nàn thôi, cũng không phải đang cáo trạng. Bốn huynh đệ sở văn nguyên khẩn trương lên, tuy rằng biết rõ tiếng Anh của mùi mùi người bình thường đều nghe không hiểu, nhưng bốn huynh đệ vẫn sợ hãi. Vây quanh phượng dịp thù, Ông thành vòng túng lấy gốc áo phượng dịp thù cầu xin tha thứ. Vũ em chúng ta biết sai rồi, về sau sẽ không lén mang mùi mùi ra ngoài nữa, chúng ta cam đoan, vũ em tin tưởng chúng ta. Tứ tử thỉnh cầu, lại lặng lẽ đẩy lão tứ sở liên thần nhỏ tuổi nhất, khuôn mặt đáng yêu nhất lên phía trước, ý đồ sử dụng thuật bán manh cầu xin tha thứ với phượng dịp thù. Cùng phượng dịp thù bán manh. Hỏi bọn nhãi con trên núi Thanh Ngô Chiêu này có tác dụng không? phượng diệp thù vẻ mặt nghiêm túc cũng bởi vì bốn tiểu thí hài bọn họ trộm sở y y ra hắn còn hiểu lầm sở y y phượng diệp thù chỉ muốn cho bọn họ một bài học sở y y tận dụng mọi thứ tiểu phượng để bọn họ đi thiên đạo chỉ thị mới chúng ta bắt đầu làm việc giọng điệu của chu y y có chút sốt ruột vội vã như vậy phượng diệp thù không khỏi vui lòng vài phần nghĩ tới búp bê lão lại tự hồ thật sự có ý thành tâm hối lỗi biểu tình nghiêm túc theo đó giảng ra ngược lại đáp lại sở gia bốn huynh đệ bốn vị thiếu gia yên tâm việc này bỏ qua bốn huynh đệ mừng rỡ cảm ơn điền vũ em phượng diệp thù đừng vội cảm ơn còn một chuyện muốn nhờ mấy vị thiếu gia hỗ trợ tứ tử không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đáp ứng vũ em nói đi phượng diệp thù sau khi trở về còn mời đại thiếu gia canh cửa phòng tiểu thư ai tới cũng không được vào có người hỏi thì nói tiểu thư ngủ rồi không được quấy rầy bốn huynh đệ không hiểu nhìn mùi mùi béo lại nhìn phượng diệp thù chẳng lẽ vú em không định mang mùi mùi về bây giờ chỉ thấy phượng diệp thù ông sở y cầm khăn lụa lau khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của sở y bày ra cái gọi là tự ái tiểu thư từ khi xuất thế còn chưa ra khỏi cửa đây là lần đầu tiên nếu đã ra ngoài nô tỳ định dẫn tiểu thư đi xem cảnh đẹp của tuyển hoa thành sở văn nguyên gãi đầu làm nam hài tử không biết bạch hoa cảnh có cái gì đẹp mắt nhìn vẫn gật đầu đáp ứng sau vài câu dặn dò sở văn nguyên mang theo ba đệ đệ rời đi trước khi đi sở văn nguyên còn thúc giục phượng diệp thù cũng nhanh chóng mang sở y rời đi dù sao phía sau sân khấu cũng có mạng người đinh hệ thống âm thanh nổi lên một tấm bản đồ thu nhỏ xuất hiện biểu hiện chính là cảnh tượng chung quanh ở phía sau sân khấu có một ngôi sao duy nhất lóe ra chu y y điểm một cái đi ra một hàng nhắc nhở. Nhiệm vụ chủ nợ, Đỗ Đại Minh, tuổi 52, trước mắt trạng thái, cận tử, chủ nợ ở chỗ này. Trách không được hệ thống anh vội và thúc giục tôi nhận hóa đơn như vậy. Hệ thống ngươi có bệnh đi, hắn đều muốn tắt thở, ngươi còn để cho ta đi thay hắn đòi nợ, đòi lại làm gì, cho hắn đốt giấy dùng. Sợ y y không vui, nhưng đối với hệ thống nói một không hai nàng cũng không có cách nào. Một bụng bất mãn chỉ có thể đè xuống thay đổi khuôn mặt tươi cười vạn phần hòa ái dỗ dành người công cụ tiên quân đại nhân làm phiền chúng ta đi xem thi thể nằm phía sau sân khấu kịch thế nào lúc này vẻ hiền lành trên mặt phượng diệp thù đã sớm thu dọn sạch sẽ lại khôi phục lãnh đạm tiên tử không vội đi thay trời hành đạo cứu mạng người tích đức làm việc thiện như thế đối với chúng ta người tu hành mà nói chính là tích góp từng tí một công đức thời cơ tốt sao có thể bỏ qua sở y y nghiêm trang Phượng Diệp thù nhíu mày, dường như có phản ứng dị ứng với sự nghiêm trang của sở y. Trong lúc trầm mặt, ông sở y đi về phía sau sân khấu. Sân khấu bỏ hoang ba năm, bốn phía không có người xử lý có dại sinh trưởng điên cuồng, hai người vòng ra phía sau, đi vào trong bụi có một đoạn quả nhiên nhìn thấy một cổ nằm thi, là một vị lão hán đầu hoa râm, quần áo tả tơi, tứ chi mang máu, mặt hướng lên trên nằm bất động, nếu không phải vị trí ngực còn có hơi hơi nhô lên, quả nhiên cùng tử thi chẳng khác gì nhau tiểu phượng nhìn xem hắn còn cứu được không không cứu được anh có thể cẩn thận một chút không đừng vội kết luận như vậy sợ y y bất mãn phượng diệp thù cũng không vui tiên tử cho rằng bản quân có lệ sợ y y vừa định nói vâng nhưng ngẫm lại hậu quả đắc tội phượng diệp thù lập tức ngậm miệng lại bất mãn thì bất mãn sợ y y rất rõ ràng vẫn phải dựa vào phượng diệp thù tiên quân đại nhân, coi như bản tiên tử cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu ra tay cứu sống người này, đợi bản tiên tử trở về Nguyệt Nha Sơn, bản tiên tử sẽ lấy Trấn Sơn Chí Bảo đến trợ ngươi độ kiếp phi thăng. Chí Bảo Trấn Sơn Nguyệt Nha Sơn Nghe có vẻ rất lợi hại. Nhưng, có sao? Cho dù là người yêu thích gia đình nổi tiếng của Phượng Diệp Thù, cũng nghe nói qua hành động vĩ đại của vị bán nguyệt tiên tử sở y y này là đạo núi đổi tiền, nghe nói phần mộ của lão tổ khai sơn ở nguyệt nha sơn đều bị đồ tôn lão lại đào lên thấy hết trước mắt còn có chí bảo tồn tại xác thực thấy sở y y còn đang liếm mặt liên tục lấy chí bảo đặt cược thỉnh cầu phượng diệp thù thật sự nghe không nổi nữa câm miệng sở y y đóng thì đóng hung dữ như vậy làm gì không thấy người ta còn là cục cưng phượng diệp thù thở dài bình phục nhẫn tâm bị lão lại kích thích được bổn quân cứu hắn cứu phàm nhân một viên hồi chuyển đang cấp thấp cũng đủ phượng diệp thù cho lão hán ăn một viên lại lấy linh thuật dẫn dắt dược lực phát huy rất nhanh vết thương trên người lão hán mắt thường có thể thấy được khôi phục khí tức cũng dần dần có lực đến giờ uống trà lão hán tỉnh lại mơ mơ màng màng mở mắt ra liếc mắt một cái phát hiện bên người đứng cái bóng người cao lớn chói mắt bầu trời làm bối cảnh nữ tử này ông ấp đại mập búp bê trước mắt thương xót Cùng trong cung quan tống tử nương nương Thật đúng là giống Lão Hán kích động Tống tử nương nương ngài như thế nào Ở chỗ này hiển linh Ta Lão Hán bản thân đều sống không nổi Nào có mệnh tiếp ngài đưa tới oa nhi nha Lão Hán mặt hướng lên trời Lệ rơi đầy mặt Thật sự quên mất nam tử thân đón Không được oa nhi Lão nhân gia ngươi thấy rõ ràng Tại hạ cũng không phải là tiễn tử nương nương gì Âm điệu trong trẻo Nhưng lạnh lùng vang lên Lão Hán chần chờ lau nước mắt rồi tỉ mỉ nhìn lại. Thật đúng là không phải là tống tử nương nương gì. Áo trắng cổ xám, đai lớn thắt lưng, dáng người to lớn có thể nói là cao ngất, ngũ quan thuộc về nam tử thanh minh hữu lực, tràn đầy một thân siêu phàm thoát tục, giờ phút này đang ông một búp bê mập mạp từ trên cao nhìn xuống. Trách sao, đầu năm nay ra ngoài hứng thú ông búp bê. Không đúng, sẽ không phải là đụng phải bọn buôn người sau khi cải trang. Hết chương này. Chương 10 Mười tiên sư công tử chủ động tiếp đơn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Mười tiên sư công tử chủ động tiếp đơn dân chúng tận dưới chót chán ghét nhất là cái gì, bọn buôn người đứng mũi chịu sào. Khi quốc thái dân an, bọn buôn người lừa bán trẻ em và phụ nữ liên tục bị cấm, khi thiên tai nhân họa, bọn buôn người nhân lúc cháy nhà đi hôi của lôi kéo người từ trong nhà. Lão hán hơn 50 tuổi gặp qua không ít, đối với việc này căm thù đến tận xương tủy. Nhất thời quên suy tư mình làm sao tỉnh lại, lăng lông lốc đứng lên nhào về phía sở y trong lòng Phượng Diệp Thù, miệng kêu to, kẻ trộm, buông đứa nhỏ xuống. Phượng Diệp Thù Sở y y Một lát nữa thôi. Giải trừ hiểu lầm. Quá trình rất đơn giản, kết cục rất viên mãn. Lão hán ông đầu sưng hút, khoanh chân ngồi trong cỏ loạn, ánh mắt bị các đất hô một phen không ngừng nước mắt vừa lau nước mắt vừa cười làm lành với phượng diệp thù đang hành hung hắn công tử đừng trách lão hán ta vừa rồi thật sự là ngủ mơ hồ nên mới hiểu lầm công tử lão hán ta xin lỗi công tử nói xin lỗi lại chỉ sợ y trong lòng phượng diệp thù lão hán ta không dọa được đứa nhỏ chứ vô sự lá gan nàng luôn lớn phượng diệp thù trả lời vốn định phun ra một câu so lá gan nàng tự nhận thứ hai ai dám xưng thứ nhất sợ y y trong im lặng khinh bỉ. Ngươi nói thẳng tỷ ăn tim gấu mật báo chẳng phải càng trực tiếp. Tiểu Phượng, ngươi làm chuyện tốt đến cùng, hỏi xem vết thương trên người hắn từ đâu tới, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Sợ y y. Ngươi xác định muốn quản. Phượng Diệp Thù dùng thần thức hỏi. Chu y y ừ ừ khẳng định. Cứu cũng cứu rồi, Phượng Diệp Thù hỏi thêm một câu cũng không sao. Thêm một khoảnh khắc nữa đại khái rõ ràng chân tướng. Lão hán tên là Đỗ Đại Minh, người niên trang, làm lao động ở một sân đá, một khi làm 13 năm, tiền công hàng 5 năm lượng bạc, 10 năm trước đều bình thường, 3 năm trước sân đá bỗng nhiên ngừng phát tiền công, mới đầu hứa hẹn làm việc trước có tiền liền phát, công nhân bọn họ vì năm lượng bạc nhìn xuống, ai ngờ sau đó chẳng những không thực hiện lời hứa, ông chủ còn vây quanh sân đá, còn thuê võ sư nhìn bọn họ, buộc bọn họ làm việc không công hơn 50 công nhân ai phản kháng ai bị đánh, thật sự là đánh đến chết. Ông chủ còn nói ai dám chạy thì đuổi tới nhà kéo cả nhà bọn họ tới sân đá. Dần dần không ai dám phản kháng nữa. Đỗ Đại Minh lớn tuổi, đối với tiền công sớm không kỳ vọng, thầm nghĩ về nhà liếc mắt nhìn người trong nhà một cái, thừa dịp ban đêm từ trên tường vây nhảy xuống, thiếu chút nữa ngã chết trên sườn núi đá. Đỗ Đại Minh đi nhầm đường trời xuôi đất khiến vào tuyển hoa thành cuối cùng ngất xỉu ở sân khấu kịch cũ. Nói đến đây, Đỗ Đại Minh nước mắt tuôn đầy mặt. Lão hán ta năm nay 52 tuổi, năm năm không về nhà, lão bà tưởng nhà ta vốn sức khỏe không tốt, cũng không biết còn sống không. Về nhà dễ dàng. Phượng Diệp Thù nói. Lại tiếp tục, nhưng trước khi trở về, dù sao cũng phải lấy lại tiền công, là của ngươi chính là của ngươi, người bên ngoài thiếu nợ dù sao cũng phải trả, thiên đạo tại thượng sao cho tiểu nhân hung hăng ngang ngược như thế phượng diệp thù chủ động tỏ thái độ sở y cũng vỗ tay ừ ừ tiểu phượng nói đúng tiểu phượng chết tiệt hô hô đứa nhỏ thông suốt thật tốt cái này cũng không cần nàng dẫn dắt liền trực tiếp vào quỹ đạo tiết kiệm sức lực của cô tiểu phượng à ngươi xem nói đến đây rồi sớm không nên chậm trễ chúng ta mau lên đường đi không vội phượng diệp thù sở y y ngay ra một chút lại nhìn hệ thống đếm ngược vừa mới đi qua một giờ hoàn hảo thời gian sung túc không vội liền không vội phượng diệp thù đỡ đỗ đại minh dậy lão nhân gia ngươi theo ta đi ăn chút gì đó chuyện đòi nợ để sau hãy nói bụng đói kêu vang đỗ đại minh rất là cảm kích đứng dậy mới nhớ tới trên người mình còn có vết thương nhưng mà cúi đầu nhìn vết thương đâu như thế nào một chỗ cũng không có đỗ đại minh giật mình sờ soạn mình từ đầu đến chân một lần, bỗng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này nhìn lại Phượng Diệp Thù thời lão trong mắt tất cả đều là khó tin, xin hỏi vị công tử này, có phải tiên sư rời núi không? Phượng Diệp không phủ định, ông búp bê sữa xoay người dẫn đường, không biết lão nhân gia có quen ăn bánh bao đậu không? Ăn quen, ăn quen. Đỗ Đại Minh cực kỳ kích động, trong lòng nghĩ hắn lấy đâu ra vận khí tốt như vậy có thể nhìn thấy thần tiên sống. Nghĩ lại lời Phượng Diệp Thù vừa nói, lão thiên gia. Tiên sư công tử muốn thay hắn đòi tiền, nói ra chính mình cũng cảm thấy không chân thật. Tìm một quán ăn vặt. Một lồng bánh bao đậu, một lồng bánh bao thịt tùy tiện đổ đại minh ăn. Phượng Diệp Thù không có khẩu vị, ngược lại sợ y y trong lòng không ngừng nước miếng với bánh bao. Bàn tay thịt nhỏ vung lên, định bắt cái bánh bao nếm thử, Phượng Diệp Thù đề nghị thay đổi tư thế cho nàng chẳng những cách bàn xa, cách bánh bao xa hơn. Sở y y vẻ mặt oán khí, nhỏ mọn. Muốn ăn. Phượng Diệp thù thần thức hỏi. Sở y y hừ một tiếng, không để ý, dù sao nói anh cũng sẽ không cho cô ăn. Ai ngờ Phượng Diệp thù rất hào phóng cầm một cái bánh bao đậu tới bên miệng sở y y. Ngay khi sở y y cho rằng hắn đang đùa nàng, mới không thật sự cho nàng ăn một miếng, Phượng Diệp thù mở miệng, răng còn chưa mọc đủ cắn được sao sợ y hận phượng diệp thù cho dù cắn được nhai được tiên tử không sợ nghẹn chết bị nghẹn đến chết ai cơ cô ấy bản bảo bảo cũng không phải con nhà ngươi nghẹn chết thì làm sao nghẹn chết cũng không tới phiên ngươi đau lòng sợ y y giận giận mà thất thố không phát tiết một chút nghẹn khó chịu cắn một miếng vào tay cầm bánh bao của phượng diệp thù nàng là răng không mọc đủ, nhưng trên dưới bốn khỏa cũng đủ cắn hai người bọn họ đạo huyết ấn. Phượng Diệp Thù cũng không nghĩ tới sợ y y dễ dàng bị kích thích như vậy, trên tay bị đau, lại sợ vung tay ném bốn cái răng thật vất vả mới mọc ra của búp bê sửa xuống, không thể không chịu đựng. Công tử ngươi không thể để búp bê cắn người, nó cắn thành thói quen khó sửa. Đỗ Đại Minh lo lắng thay Phượng Diệp Thù. Phượng Diệp Thù nhịn đau không thu tay lại, mà lửa giận của sở y y chưa tiêu, miệng nhỏ không buông. Lời này của lão hán công tử có thể không thích nghe lắm, nhưng lão hán vẫn muốn nói, giáo dục tiểu hài tử học vấn rất lớn, đừng thấy tiểu oa nhân lòng già hẹp hòi đều trộm nhiều, ngươi quản giáo nàng cái gì nàng đều nhớ kỹ, ngươi không ngăn cản nàng liền đạp mũi lên mặt, công tử hiện tại tùy tiểu oa hồ nháo, về sau không được rồi. Lão nhân gia nói rất đúng. Phượng Diệp Thu hình như thật sự nghe lọt cái gọi là quản giáo, bàn tay kia trống không vòng qua nhéo má sở y y, trên mặt sở y y bị đau, y y a a buông miệng ra. Mắt nhỏ rất tức giận, miệng nhỏ rất không hài lòng. Ai bảo anh không cho cục cưng ăn bánh bao, còn cười cục cưng không có răng. Sở y y nói thầm, đảo mắt nhìn thấy hai dấu răng xuất huyết trên mu bàn tay Phượng Diệp Thù, ai nha, lực đạo dùng hơi lớn, thật sự bị cắn nát. Phượng Diệp Thù cũng không thèm để ý, lau máu, kéo một miếng bánh bao dính nước canh nhét cho sợ y y một ngụm. Cử chỉ cẩn thận nhất thời nhận được không ít ánh mắt khen ngợi của thực khách. Nhìn vị công tử này tuổi còn chưa lớn, chiếu cố hài tử cũng khá lắm. Nhớ lúc ta mới vừa làm cha, đừng nói cho hài tử ăn, ông một cái cũng không biết nên dùng cánh tay nào. Các thực khách tán thưởng, không biết tại sao lại chuyển đề tài, lại nhau nhau đáng thương. Con búp bê này có phải không có mẹ hay không? một đại nam nhân tự mình nuôi con làm cha lại làm mẹ nhiều lắm không dễ dàng một chữ cũng không kém đều nghe vào lỗ tai sở y đột nhiên liền buồn bực nàng liền tham ăn miếng bánh bao mà thôi làm sao liền nhiều cái cha lúc này đôi mắt nhỏ lại đánh giá phượng diệt thù kiên nhẫn mười phần thật đúng là có chuyện như vậy phốc 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 phi 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 tức giận không ăn nàng đường đường nguyệt nha sơn tiên tử há có thể cho phép một cái người đến sau bò trên đầu nàng cho nàng làm cha. Ai nha, thật lãng phí. Đỗ Đại Minh đối với hành vi nhổ vỏ bánh bao của sở y cảm thấy đáng xấu hổ. Làm cha khó, công tử vẫn phải dạy nhiều cô nương nhà ngươi. Vâng, tại hạ đích xác có ý này. Phượng Diệp Thù trả lời Đỗ Đại Minh, chẳng những không phủ nhận thân phận cha, khuôn mặt lãnh đạm hàng ngày còn có thêm một nụ cười yếu ớt. Sở y y, không ổn đáng chết phượng diệp thù lại nở nụ cười bỗng nhiên không còn lưu luyến với thế gian này bỗng nhiên muốn lập tức tắt thở lại ném thai rời xa phượng diệp thù hết chương này